Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 93. Trong tử quán. Nghe thấy lời của ám tăng, đạo đế cười to, xem ra ám tăng này xem trọng kiếm của Diệp Quân kia. Kiếm tu tên tu pháp ở bên cạnh nhíu mày không vui, vì hắn ta cũng để mắt tới thanh kiếm trong tay Diệp Quân. Nếu hắn ta ra tay, hắn ta chắc chắn rằng mình có thể giết chết Diệp Quân, chỉ cần giết chết Diệp Quân, thanh kiếm kia của Diệp Quân đương nhiên sẽ là của hắn ta. Nhưng hắn ta cũng không dám tự ý quyết định mà quay đầu dò hỏi đạo đế, đừng thấy chiêu võ đạo đế này có vẻ ôn hòa, hắn ta biết một khi chiêu võ đạo đế trở nên hung hăng thì sẽ rất đáng sợ. Đạo đế cười khẽ nâng ly rượu lên uống một ngụm, vậy để ông ta chơi đùa trước đi. Dù tu pháp thấy không vui nhưng cũng không nói gì, hắn ta gật nhẹ đầu, hắn ta nhìn thoáng qua kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân ở phía chân trời, sau đó lui sang một bên nhắm mắt dưỡng thần. Chân trời. Diệp Quân và ám tăng kia đứng cách nhau khá xa, Diệp Quân cầm kiếm thanh huyên trong tay, quanh người tản ra kiếm ý vô địch đáng sợ, thời không xung quanh bị kiếm ý của hắn làm chấn động đến mức liên tục vỡ vụn, cực kỳ kinh khủng. Còn ám tăng ở đối diện Diệp Quân thì chắp hai tay, quanh người liên tục có Phật quang hắc ám tản ra, trông rất tà ác. Sau lưng ông ta còn có 7 tên hòa thượng, trên người 7 hòa thượng này cũng đều tản ra ám quang đáng sợ. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Ám tăng nhìn chằm chằm Diệp Quân bằng ánh mắt vô cùng nặng nề. Diệp Quân, nếu ngươi không sử dụng thanh kiếm này thì ta sẽ đấu tay đôi với ngươi. Nếu không chúng ta cùng xông lên, ngươi sẽ không có khả năng chiến thắng đâu. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, ông nói lời phải giữ lời đấy. Ám tăng chắp hai tay, đương nhiên rồi. Diệp Quân gật đầu, được, vậy ta sẽ đấu tay đôi với ông. Dứt lời. Hắn cất kiếm thanh huyên đi. Thấy Diệp Quân đã cất kiếm thanh huyên, ám tăng thầm cười khẩy, sau đó quay đầu nhìn một hòa thượng bên cạnh, cất lời các ngươi lui xuống đi. Mấy hòa thượng kia lập tức lùi lại vạn trượng, nhường chiến trường lại cho hai người, nhưng khí thế của bọn họ vẫn luôn phong tỏa xung quanh, rõ ràng là sợ Diệp Quân chạy trốn. Đợi sau khi mấy hòa thượng lùi lại, ám tăng quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, ánh mắt ông ta dần trở nên lạnh như băng. Sở dĩ ông ta không cho người khác nhúng tay vào đương nhiên là vì có ý đồ riêng. Từ lần đầu tiên nếm trải sự lợi hại của thanh thần kiếm trong tay Diệp Quân, ông ta đã có suy nghĩ muốn chiếm nó làm của riêng. Lúc này sao ông ta có thể để người khác nhúng tay vào được? Đương nhiên nếu đánh hội đồng như thế thì sẽ mất mặt lắm, nhưng nếu không đánh hội đồng thì kiếm của Diệp Quân thật sự quá sắc bén, ông ta không tự tin rằng mình có thể chiến thắng, cũng may Diệp Quân này dễ nói chuyện. Đồng ý không sử dụng kiếm, nếu không nói không chừng hôm nay ông ta chỉ đành không cần thể diện nữa. Đúng là ngu xuẩn. Lúc thấy Diệp Quân cất kiếm thanh huyên đi, ám tăng không khỏi lén cười châm chọc, ông ta biết sở dĩ Diệp Quân đồng ý không sử dụng kiếm đều là vì sự kiêu ngạo của kiếm tu, mà theo ông ta thì đó thật sự là một hành động rất ngu xuẩn. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên nói, đại sư, có thể bắt đầu rồi chứ? Ám tăng thôi suy nghĩ. Ông ta gật đầu, đương nhiên rồi. Diệp Quân mở lòng bàn tay, một thanh kiếm ý xuất hiện, người hắn run lên, biến thành một tia kiếm quang biến mất khỏi vị trí ban đầu. Xoẹt! Kiếm quang kia lướt qua, dù không phải kiếm thanh huyên nhưng uy lực kiếm đạo của Diệp Quân vẫn mạnh mẽ như trước. Thấy cảnh này, ám tăng hơi ngạc nhiên, ông ta vốn cứ tưởng Diệp Quân nhờ có thanh thần kiếm nên thực lực mới kinh khủng đến thế, nhưng bây giờ xem ra hắn vẫn có chút bản lĩnh. Nhưng cũng không nhiều. Ám tăng thôi suy nghĩ, ông ta híp mắt lại, hai tay đang chắp lại của ông ta đột nhiên kết Phật ấn, sau đó đè về phía trước, hét to, phản âm độ thế. Oanh! Một tia sáng âm u thoáng chốc càn quét trong thiên địa, toàn bộ đất trời như biến thành địa ngục, cùng lúc đó, những tiếng gào thét điên cuồng liên tục vang vọng khắp đất trời. Những âm thanh này như đến từ địa ngục, vừa xuất hiện đã khiến thiên địa vỡ nát. Phản âm độ thế. Đây là thần thông Phật Pháp mạnh nhất của chùa Mật Tàng Ám Phật, một khi thi triển sẽ có 5 loại lực lượng là tử vong, mục nát, suy bại, hủy diệt, phá hư, cũng chính là thứ gọi là ngũ suy của người trời, có thể độ kiếp cho hàng vạn hàng nghìn sinh linh. Ám tăng vừa ra tay đã sử dụng tuyệt chiêu. Vì ông ta không muốn cho thiếu niên trước mắt bất cứ cơ hội nào, lăn lộn nhiều năm như thế, đương nhiên ông ta hiểu sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết toàn lực. Phải biết rằng từ xưa đến nay có rất nhiều cao thủ đều bỏ mạng vì khinh địch.
ám tăng ông ta sẽ không mắc phải lỗi ngu xuẩn đó. Lúc này, Diệp Quân vừa khéo tấn công tới trước mặt ám tăng lộ vẻ châm chọc, nhưng sau đó, nét mặt ông ta lập tức trở nên cứng đờ. Vì ông ta phát hiện không biết thiếu niên này lại lấy ra một thanh thần kiếm từ bao giờ. Sắc mặt ám tăng thoáng chốc thay đổi, nhưng đã không kịp thu tay và tránh né nữa rồi. Kiếm quang vạn trượng chém xuống. Xoẹt. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa đã nứt ra, tất cả âm quang vỡ tan thành, mà khi mọi người lấy lại tinh thần, Diệp Quân kia đã xuất hiện ở chỗ cách sau lưng ám tăng mấy trăm trượng. Mọi thứ trong thiên địa đều bình thường trở lại. Ám tăng ngây ngốc nhìn về phía trước, ngươi, không giữ chữ tín. Diệp Quân ở cách đó không xa nghiêm túc đáp, ta rất xin lỗi vì chuyện này, xin lỗi ông. Phụt. Ám tăng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể và linh hồn thoáng chốc đồng thời biến mất. Chết rồi. Thật ra ông ta có thể chịu đựng thêm một lúc nữa, ông ta là bị câu nói kia của Diệp Quân làm tức chết. À. Lúc này, một hòa thượng mật tàng ở phía xa đột nhiên chạy tới, tức giận chỉ vào Diệp Quân, kiếm tu nhà ngươi đúng là vô sỉ. Đã nói không sử dụng thần kiếm mà ngươi vẫn cứ dùng, ngươi thật sự quá mặt dày. Diệp Quân nhíu mày, ta cũng đã nhận lỗi rồi, ông còn muốn sao nữa? Hòa thượng mật tàng kia giận dữ nói, ngươi cũng đã chết rồi, ngươi nhận lỗi thì có tác dụng gì nữa hả? Diệp Quân nghiêm túc nói, vậy ta đốt cho ông ta chút giấy tiền vàng bạc nhé. Mọi người! À! Hòa thượng mật tàng kia lập tức hét to, kiếm tu vô liêm sỉ, kiếm tu vô liêm sỉ, người đúng là đồ không biết xấu hổ. Nói xong, ông ta biến thành một tia Phật quang xông về phía Diệp Quân. Diệp Quân nhẹ nhàng vung kiếm lên, đất trời thoáng chốc trở nên hư ảo. Sắc mặt bảy tên hòa thượng kia thoáng chốc thay đổi, bọn họ vội vàng lùi lại, cách xa Diệp Quân. Vì chiêu kiếm của Diệp Quân đã chém bay 500.000 năm tuổi thọ của bọn họ. Bảy hòa thượng vô cùng sợ hãi, không dám tiếp tục tiến lên. Diệp Quân cười khẩy với bảy hòa thượng, không biết xấu hổ. Cảnh giới của lão hòa thượng kia cao hơn ta tận mấy cấp mà còn muốn đánh tay đôi với ta, cái này thì nói là biết xấu hổ à? Cả đám các người vừa xuất hiện đã đánh hội đồng ta, cái này cũng là biết xấu hổ đúng không? Hòa thượng dẫn đầu nói với nét mặt nặng nề, Diệp Quân, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi, cùng xông lên. Ông ta vừa dứt lời, bảy người đã đồng loạt ra tay đánh hội đồng, mà lúc này, chân trời phía xa chợt vang lên tiếng hét giận dữ, ai dám động vào người của đại chu ta đấy. Thời không phía chân trời rung động, có bốn người nhanh chóng xuất hiện ở nơi đó. Người tới chính là Hoàng đế Đại Chu và ba người nhóm đạo quân. Thấy bốn người họ, Diệp Quân hơi ngạc nhiên, đạo quân tiền bối. Đạo quân khẽ mỉm cười, cậu gặp nạn. Sao chúng ta có thể không tới được? Từ Thiên chắp hai tay, cười nói, Diệp công tử, cậu tu luyện kim cang thể, nói sao cũng là một nửa người của chùa Phản Thiên, cậu gặp nạn, đương nhiên chùa Phản Thiên không thể ngồi yên mặc kệ rồi. Đạo quân liên tục lắc đầu, Từ Thiên, ta thấy ngươi không giống tu luyện Phật Pháp chút nào, rõ ràng là tu luyện ra mặt, mặt ngươi ngày càng dày hơn rồi. Nguyên tướng nói, ông ta không phải mặt dày, mà là không biết xấu hổ. Từ Thiên. Diệp Quân bật cười, nhìn mấy người trước mặt, trong lòng hắn thấy rất ấm áp, hắn không ngờ bốn người họ lại chạy đến đây, rõ ràng đây không phải là một sự trùng hợp, Đại Chu vẫn luôn âm thầm chú ý đến hắn. Trong tử quán, Đạo Đế nhìn thoáng qua mấy người nhóm Hoàng đế Đại Chu, sau đó cất lời, Đại Chu. Ông ta đi đối phó với Diệp Quân cũng không điều tra quá nhiều, vì theo ông ta thấy, có điều tra hay không cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao kết quả cũng đều như nhau. Thiên Võ Tân ở bên cạnh vội nói, là một nền văn minh vũ trụ cấp 4, thực lực tiên tổ thủy tổ của Đại Chu bọn họ không tệ, nhưng bây giờ Đại Chu này đã sa sút, thực lực thua xa năm đó, mà bọn họ đến giúp Diệp Quân này hình như là vì bây giờ Hoàng chữ Chu Phản của Đại Chu đang hẹn hò với Diệp Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đạo Đế cười khẽ, ông ta không nói gì mà bưng ly rượu lên uống một ngụm. Thiên Võ Tân chợt nói, người của chúng ta cũng đã đến rồi. Cô ta vừa dứt lời, thời không ở chân trời phía nam đột nhiên sôi trào, ngay sau đó, những khí thế mạnh mẽ mãnh liệt kéo tới như thủy triều, chín cao thủ chậm rãi bước ra.
9 cao thủ cảnh giới khai đạo. Người dẫn đầu chính là tộc trưởng Vu Mã Lạc của tộc Vu Mã, khi thấy mấy người nhóm Đại Chu xuất hiện giúp đỡ, ông ta biết cơ hội để tộc Vu Mã thể hiện đã đến, vì thế ông ta dứt khoát dẫn mọi người xuất hiện. Vu Mã Lạc dẫn một nhóm cao thủ của tộc Vu Mã đi tới bên cạnh đám hòa thượng mật tàng, thái độ đã rất rõ ràng. Thấy thế, nhóm người Hoàng đế Đại Chu lập tức xa sầm mặt, đồng thời cũng hơi nghi ngờ 9 cao thủ cảnh giới khai đạo này thuộc thế lực nào. Diệp Quân cũng thấy nghi ngờ, nhưng một giọng nói nhanh chóng vang lên từ trong đầu hắn, đây là 9 tộc chiêu võ, bọn họ đã phục tùng chiêu võ đạo đế, ngoài tộc Vu Mã này, tộc Thiên Võ kia cũng không ngoại lệ, mà tộc trưởng và một nhóm cao thủ của tộc Thiên Võ đang trốn trong bóng tối, ngươi phải cẩn thận. Người nói chuyện chính là Lệ Hàn. Lệ Hàn vừa mới nói xong, thời không ở một nơi nào đó chợt rung động kịch liệt, sau đó thời không bỗng nứt ra, 12 cao thủ chậm rãi bước tới. Người dẫn đầu chính là tộc trưởng Thiên Võ Lăng của tộc Thiên Võ. 12 cao thủ cảnh giới khai đạo. Khi thấy Vu Mã Lạc dẫn cao thủ của tộc Vu Mã xuất hiện tỏ thái độ, Thiên Võ Lăng cũng không chịu đi sau, lúc này chọn phe sớm càng có thể có được thiện cảm của chiêu võ đạo đế hơn, sau này cũng sẽ có được nhiều lợi ích hơn. Bên phía Diệp Quân thấy mấy cao thủ của tộc Thiên Võ đi ra thì đều rất kinh ngạc, tại sao lại có thêm 12 tên cao thủ cảnh giới khai đạo đến nữa rồi. Hơn nữa những cao thủ này đều rất có khí thế, hoàn toàn khác xa cao thủ cảnh giới khai đạo bình thường. Những người này đến từ đâu vậy? Mấy người nhóm đạo quân đều vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng bình thường cao thủ cảnh giới khai đạo luôn rất hiếm thấy, nhưng bây giờ đã có 20 mấy người tới. Đều đến để giết Diệp Thiếu Ư. Lúc này, giọng nói của Lệ Hàn lại vang lên trong đầu Diệp Quân lần nữa, tộc Thiên Võ, dẫn đầu là tộc trưởng Thiên Võ Lăng. Thực lực rất mạnh, phải cẩn thận. Tộc Thiên Võ, một trong 9 họ chiêu võ. Diệp Quân thật sự khá ngạc nhiên, vì hắn không ngờ người của 9 họ chiêu võ lại đứng về phía đạo đế. Chỉ không biết là có thủy tộc hay không, hắn mang ơn thủy tộc, đương nhiên không muốn đối địch với họ. Rất nhiều người trong bóng tối nhìn thấy xuất hiện của nhiều cao thủ cảnh giới khai đạo như thế thì lập tức xoay người rời đi không chút do dự. Rời khỏi Đăng Thiên Vực. Sợ bị vạ lây. Vì bọn họ đã nhìn ra đây hoàn toàn không phải trận chiến bình thường, đây là một trận đại chiến có 102, ở lại đây hóng hớt dù rất thích, nhưng nói không chừng sẽ bị vạ lây, nếu thật sự bị thế thì đúng là chết quá oan. Không lâu sau đó, cao thủ vây quanh Đăng Thiên Vực đã giải tán gần hết, chỉ còn một vài người ở lại, đều là những người khá tự tin vào thực lực của mình, đương nhiên là cũng có người muốn hóng hớn. Tức Mặc Lan trong bóng tối nhìn chằm chằm đám người Thiên Võ Lăng ở phía xa, không nói một lời. Cô ta chợt phát hiện cô ta đã đánh giá thấp chiêu võ đạo đế này quá rồi. Chọn đứng về phía Diệp Quân. Tức Mặc Lan im lặng nhìn Diệp Quân, cô ta biết rõ nếu bây giờ đi ra đứng về phía Diệp Quân thì thật sự là giúp người khi gặp nạn. Nhưng lúc này, cô ta hơi do dự. Vì chuyện này không chỉ liên quan đến tộc Tức Mặc mà còn liên quan đến cả cô ta. Hôm nay nếu đánh cược thua thì không còn khả năng sống sót nữa. Vì thế, cô ta do dự. Quan sát thêm một lúc nữa. Mà lúc này, phía xa chợt vang lên một tiếng cười lớn, sau đó, thời không sau lưng Diệp Quân rung động, một thiếu niên áo đen chậm rãi bước ra, sau lưng thiếu niên này còn có 8 cao thủ cảnh giới khai đạo đi theo. Thiếu niên áo đen này chính là Lệ Hàn. Thấy Lệ Hàn, Tức Mặc Lan nhất thời nhíu chặt mày. Một lúc lâu sau đó, cô ta lắc đầu, lỗ mãng. Lệ Hàn ở phía xa cười to đi tới trước mặt Diệp Quân, Diệp huynh, đừng chê ta ít người nhé. Công khai chọn phe. Diệp Quân cười nói với Lệ Hàn đang đi tới, sao có thể chứ? Lệ Hàn đi tới bên cạnh Diệp Quân, sau đó nhìn xuống một nơi nào đó bên dưới, cất lời, đạo đế kia đang ở một tử quán tại phố đạo, mà trong tử quán đó còn có một vài cao thủ cảnh giới khai đạo cao cấp. Không chỉ thế dường như còn có vài người chưa đến, cụ thể là bao nhiêu, rốt cuộc mạnh đến mức nào thì ta cũng không biết, không thể điều tra được, nhưng có thể chắc chắn là đều vô cùng mạnh. Diệp Quân cười nói với Lệ Hàn, vậy mà ngươi còn đi ra đứng về phía ta. Lệ Hàn nghiêm túc nói, chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử mà, đây là do ngươi nói, chẳng lẽ ngươi quên rồi. Diệp Quân cười to. Trong tử quán, Thiên Võ Tân trầm giọng nói, đạo đế.
người đó là cửu điện chủ của ác đạo minh các người, cũng là thế tử của Lệ tộc, tên là Lệ Hàn. Nói đến đây, sắc mặt cô ta trở nên u ám, không ngờ hắn ta và Lệ tộc lại chọn Diệp Quân này. Đạo đế cười nói, không chỉ hắn ta mà bát điện chủ của ác đạo minh ta cũng đứng về phía Diệp Quân. Nói đến đây, ông ta bưng ly rượu trước mặt lên nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó cười nói, thú vị, đúng là ngày càng thú vị. Nghe thấy lời của Chiêu Võ đạo đế, Thiên Võ Tân kia nhất thời khiếp sợ vô cùng. Hai vị điện chủ đều chọn đứng về phía Diệp Quân. Làm sao có thể? Thiên Võ Tân quay đầu nhìn chân trời phía xa, cô ta nhìn chằm chằm mấy người nhóm Lệ Hàn đang đứng bên cạnh Diệp Quân, nhíu chặt mày, đầu óc những người này có vấn đề à? Đặc biệt là Lệ tộc này, chắc chắn là một đám óc lợn, bên thắng chắc không chọn lại đi chọn Diệp Quân, đúng là tự tìm đường chết. Thật ra Chiêu Võ đạo đế cũng khá bất ngờ vì sự lựa chọn của Lệ tộc, vì ông ta không ngờ rằng sau khi biết bản thân xuất thế, Lệ tộc vẫn lựa chọn Diệp Quân kia. Thú vị đấy. Chiêu Võ đạo đế cười khẽ, không quan tâm. Thật ra nếu đều chọn ông ta thì hơi nhàm chán. Trong bóng tối nào đó, Tức Mặc Lan vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Quân và Lệ Hàn này làm như thế rõ ràng là không để lại bất cứ đường lui nào cho mình và Lệ tộc. Lệ tộc đang cược một ván lớn. Tức Mặc Lan nhìn chằm chằm Lệ Hàn, cô ta biết Lệ Hàn này cũng không phải một người ngu xuẩn không có não, đối phương có thể trở thành thế tử của Lệ tộc thì sao có thể ngu ngốc được. Hơn nữa Lệ Hàn này còn là cửu điện chủ của ác đạo minh, vì thế phải có lý do gì khiến Lệ Hàn cho rằng Diệp Quân có thể thắng nên gã mới chọn dùng số phận toàn bộ gia tộc của mình ra đánh cược. Bây giờ cô ta có nên đi ra ngoài không? Tức Mặc Lan vẫn còn hơi do dự. Phải biết rằng dệt hoa trên gấm cũng không bằng giúp người đang gặp nạn, mà bây giờ nếu cô ta ra ngoài công khai chọn phe thì chính là giúp người đang gặp nạn. Mà vào lúc Tức Mặc Lan đang do dự, trong tử quán bên dưới có 9 tia kiếm quang bay lên cao, sau đó bên cạnh mấy người Thiên Võ Lăng lại có thêm 9 kiếm tu lưng đeo hộp đựng kiếm, mặc áo choàng vải. 9 kiếm tu khai đạo. Thấy đội ngũ này, Tức Mặc Lan còn đang do dự lập tức xa sầm mặt. Cô ta quay đầu nhìn xuống tử quán bên dưới, nhưng nơi đó có sức mạnh bí ẩn ngăn cách, vì thế cô ta hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong đó có gì. Tức Mặc Lan nắm chặt tay, nét mặt nặng nề. Cô ta chợt phát hiện dường như cô ta đã đánh giá quá thấp Chiêu Võ đạo đế này rồi, không đúng, phải nói là cô ta đã đánh giá quá thấp ác đạo minh. Không thể bốc đồng được. Tức Mặc Lan vội đè nén suy nghĩ muốn đi ra đứng về phía Diệp Quân. Cô ta biết lúc này mình cần phải bình tĩnh, nếu bây giờ lựa chọn sai lầm thì sẽ không thể nào quay đầu được nữa. Tiếp tục quan sát. Chân trời. Nhìn thấy 9 kiếm tu kia, nét mặt Diệp Quân cũng rất nặng nề, 9 kiếm tu này có khí thế dữ dội, chắc chắn không phải kiếm tu bình thường, hơn nữa cả 9 người đều có cảnh giới khai đạo, sức chiến đấu vượt xa cao thủ cảnh giới khai đạo bình thường. Lệ Hàn ở bên cạnh chợt trầm giọng nói, 9 kiếm tu này đến từ một vũ trụ tên là Đạo Thiên, được gọi là cửu kiếm Đạo Thiên, sở trường phi kiếm và kiếm trận, không rõ sức chiến đấu chân chính, ta chỉ có thể điều tra được từng đấy mà thôi. Cửu kiếm Đạo Thiên. Diệp Quân cẩn thận quan sát 9 tên kiếm tu kia, 9 người đều mặc áo choàng vải và giày cỏ cùng một màu, lưng đeo hộp đựng kiếm, ai nấy đều đứng thẳng tắp như thương như kiếm, trên người tản ra uy áp kiếm thế dữ dội. Không thể không nói, Diệp Quân cũng hơi bất ngờ, không ngờ tứ điện chủ này lại có thể kêu gọi nhiều cao thủ đến như thế. Lúc này, tộc trưởng Thiên Võ Lăng của tộc Thiên Võ chợt nói, Lệ Hàn, người có biết mình đang làm gì không? Lệ Hàn cười nói với Thiên Võ Lăng, đương nhiên rồi. Thiên Võ Lăng lắc đầu, bây giờ nếu người biết quay đầu là bờ thì còn chưa muộn, nếu tiếp tục u mê không tỉnh, dẫn đến bỏ mạng diệt tộc thì đã muộn rồi. Lệ Hàn cười khẽ, thật ra ta cũng khá bất ngờ vì tộc Thiên Võ sẽ nhúng tay vào trận chiến này. Thiên Võ Lăng bình tĩnh nói, đoán được khả năng chiến thắng, vì sao tộc Thiên Võ ta không đánh cược chứ? Lệ Hàn gật đầu, không nói gì thêm với Thiên Võ Lăng nữa mà quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, đánh kiểu gì đây? Diệp Quân nhìn về phía 9 vị kiếm tu, giao 9 người này cho ngươi được chứ? Lệ Hàn hỏi, một mình ta đánh với 9 người á? Diệp Quân gật đầu. Lệ Hàn nhíu mày, có phải ngươi hiểu lầm gì về thực lực của ta không? Diệp Quân. Ha ha.
Lúc này chợt có một tiếng cười lớn vang lên, sau đó mấy khí thế mạnh mẽ chợt xuất hiện. Chính là mấy người nhóm Thiên Xích. Thiên Xích cười to nói, Diệp thiếu, trường hợp thế này sao có thể không có chúng ta được. Lúc này, bên phía Diệp Quân cũng đã có 20 mấy cao thủ cảnh giới khai đạo, đương nhiên vẫn ít hơn bên phía Thiên Võ Lăng một chút. Thiên Xích nhìn đám người Thiên Võ Lăng ở phía xa, nét mặt dần trở nên nặng nề, Diệp thiếu, lần này ác đạo minh làm thật rồi. Lúc này, Tu Pháp dẫn đầu cửu kiếm đạo Thiên chậm rãi bước ra, gã ta nhìn thẳng về phía Diệp Quân, hai chúng ta đấu tay đôi, được chứ? Không đợi Diệp Quân đáp lời, gã ta đột nhiên giơ tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng đè xuống, ngay sau đó, cảnh giới của gã ta đã bị gã ta trấn áp xuống còn 10 phần thần tính. Tự đè ép cảnh giới. Diệp Quân cười nói, được. Dứt lời, hắn thu hồi kiếm Thanh Huyên. Lệ Hàn trầm giọng nói, cẩn thận. Diệp Quân gật đầu. Người của hai bên lùi về sau mấy trăm nghìn trượng, nhưng chiến trường lại cho Diệp Quân và Tu Pháp. Trong tử quán, Triệu Võ Đạo Đế cầm ly rượu lên nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó cười nói, trận chiến giữa kiếm tu à? Thú vị đấy. Tiên lão nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Quân, không nhịn được nói, Đạo Đế, cần ta ra tay không? Triệu Võ Đạo Đế lắc đầu, không vội, để bọn họ vui đùa trước, vẫn còn mấy người bạn cũ chưa đến, đợi bọn họ đã. Tiên lão gật đầu, không nói gì thêm. Ở phía chân trời, Diệp Quân mở lòng bàn tay, một thanh ý kiếm ngưng tụ trong tay hắn. Tu Pháp nhìn chằm chằm Diệp Quân, gã ta đột nhiên tiến một bước về phía trước. Ong! Hộp đựng kiếm sau lưng gã ta rung động dữ dội, một tiếng kiếm reo phóng lên cao, ngay sau đó, một thanh kiếm đã chém tới trước người Diệp Quân. Thời không rách ra. Diệp Quân đâm tới một kiếm. Oanh! Hai tia kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân liên tục lùi lại, thời không nơi hắn đi qua đều bị sụp đổ. Sau khi đánh lui Diệp Quân, Tu Pháp lại tiến lên một bước nữa, sau bước chân này, trong hộp đựng kiếm sau lưng gã ta lại có một thanh phi kiếm bay ra, thanh kiếm thoáng chốc chém tới trước mặt Diệp Quân, nhanh như tia chớp. Ầm! Diệp Quân lùi lại một lần nữa. Mỗi khi Tu Pháp tiến lên một bước sẽ có một thanh phi kiếm bay ra. Tốc độ nhanh đến mức khiến Diệp Quân hoàn toàn không thể né tránh, chỉ có thể phòng ngự bị động. Mới giao chiến, Diệp Quân đã bị phi kiếm áp chế. Thấy cảnh này, mấy người nhóm đạo quân nhất thời xa sầm mặt. Mà sau khi Diệp Quân lùi lại khoảng mấy vạn trượng, Tu Pháp kia đột nhiên nhíu mày, sau đó gã ta xoay người, tay phải đè xuống, một tấm chắn kiếm khí xuất hiện trước mặt hắn ta. Oanh! Không biết đã có một thanh phi kiếm chém tới từ bao giờ? Khi Tu Pháp ngăn cản thanh phi kiếm này, sau lưng gã ta cũng gần như đồng thời xuất hiện một thanh phi kiếm, không chút tiếng động. Tu Pháp cau mày, gã ta lật tay trái, sau đó đè xuống. Ầm! Vô số kiếm quang bay ra từ trong cơ thể hắn ta, ngăn cản thanh phi kiếm này. Mà lúc này, Diệp Quân ở cách đó mấy vạn trượng đột nhiên biến mất, sau đó một tiếng kiếm reo vang vọng đến tận trời xuất hiện. Xoẹt! Một tia kiếm quang thoáng chốc chém tới trước mặt Tu Pháp. Ầm! Thanh kiếm này chém Tu Pháp lùi lại hơn vạn trượng, khi gã ta dừng lại, có gần trăm thanh phi kiếm lặng lẽ giết tới. Tu Pháp híp mắt, chắp hai ngón tay trái, sau đó nhẹ nhàng chỉ lên trên. Ong! Trong hộp đựng kiếm sau lưng Tu Pháp chợt có vô số tia kiếm quang bay ra, chằng chịt lướt qua chân trời như sao băng. Ầm! Trong nháy mắt, thời không ở chỗ Tu Pháp đã sụp đổ, vô số kiếm quang đan xen vào nhau, tiếng xé rách, tiếng nổ tung, tiếng vỡ vụn liên tục vang vọng. Mà lúc này, Diệp Quân đột nhiên chém một kiếm nhằm vào Tu Pháp từ xa. Kiếm không có tiếng động. Nhất giới tuế nguyệt. Không phải kiếm Thanh Huyên, vì thế chiêu kiếm này của hắn chỉ có thể chém mất 10 vạn năm tuổi thọ của đối phương, nhưng Diệp Quân cũng không chỉ chém ra một kiếm, mà thoáng chốc đã chém ra gần trăm kiếm. Nghìn vạn năm tuổi thọ biến mất trong nháy mắt. Khi nhìn thấy cảnh này, tất cả cao thủ xung quanh đều không khỏi thay đổi sắc mặt. Nghìn vạn năm tuổi thọ. Cái giá phải trả quá đáng sợ. Trong tử quán, Triệu Võ Đạo Đế hơi ngạc nhiên, tăng tốc độ trôi qua của thời gian tuế nguyệt, kiếm kỹ này khá thú vị đấy. Ở chân trời, sau khi chém ra thêm 100 chiêu kiếm nhất giới tuế nguyệt, Diệp Quân cũng cảm thấy hơi hoa mặt.
thật sự quá tốn sức. Cũng may hắn vẫn có thể đứng vững được. Mà khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của tu pháp kia, tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ. Lúc này tóc của tu pháp đã bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn, trở nên vô cùng già nua. Dù không thể nhìn thấy tu pháp còn bao nhiêu tuổi thọ, nhưng có thể chắc một điều là có lẽ tuổi thọ của tu pháp này không còn lại bao nhiêu. Vì tu pháp không chỉ trở nên già nua mà trên người còn tản ra hơi thở chết chóc và vẩn đục. Đây là dấu hiệu tuổi thọ sắp hết. Tu pháp chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân, nói với vẻ hơi khó tin, kiếm kỹ này của ngươi là gì đấy? Diệp Quân đáp, nhất giới tuế nguyệt. Tu pháp gật đầu, rất lợi hại. Dứt lời, gã ta chợt tiến lên một bước, sau động tác đó, hộp đựng kiếm sau lưng gã ta chợt phóng lên cao tới tận chân trời. Tu pháp chỉ vào giữa chân mày của mình, giữa chân mày gã ta lập tức nứt ra, một tia kiếm ý phóng lên cao, bay thẳng vào trong hộp đựng kiếm. Oanh! Trong hộp đựng kiếm chợt có vô số thanh phi kiếm bay ra, sau đó lao về phía Diệp Quân như mưa rền gió dữ. Kiếm khí che khuất bầu trời. Diệp Quân ở bên dưới nhìn thấy kiếm khí dày đặc chém tới thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo, hai tay hắn mở ra, trong nháy mắt, vô số kiếm ý vô địch phóng lên cao từ trong cơ thể hắn, những kiếm ý này lập tức hóa thành những thanh ý kiếm nghênh đón phi kiếm kia. Đối đầu trực diện. Trong thiên địa thoáng chốc có vô số thanh phi kiếm tung hoành khắp nơi, thời không chỗ hai người chiến đấu biến thành biển kiếm, vô số tiếng kiếm reo và tiếng xé rách liên tục vang lên như dây pháo. Khiến mảng nhĩ mọi người đau nhói, đầu óc mơ hồ. Mấy người nhóm đạo quân và nhóm thiên võ lăng liên tục lùi lại một lần nữa, cách xa khu vực trung tâm kia. Cứ thế sau khi vô số phi kiếm so đấu gần nửa khắc, hai tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện, sau đó đồng thời lao về phía nhau như hai viên sao băng. Một tia kiếm quang nổ tung trong thiên địa như pháo hoa, vô cùng sáng chói, cùng lúc đó có hai bóng người đồng thời liên tục lùi lại. Khi Diệp Quân dừng lại, cổ họng hắn có cảm giác ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, trên người hắn có không dưới 100 vết kiếm sâu nhất nằm ở ngực, có thể xuyên qua vết thương này nhìn thấy cả ngũ tạng. Tu pháp ở phía xa cũng bị thương không nhẹ, trên người gã ta cũng có hơn 100 vết kiếm, tay trái của gã ta đã biến mất, trên mặt có một vết kiếm kéo dài từ tay trái đến má phải, vô cùng dữ tợn. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều vô cùng khiếp sợ. Đương nhiên kinh ngạc nhất là thực lực của Diệp Quân. Mọi người đều không ngờ thực lực của Diệp Quân này lại mạnh đến thế, dù tu pháp kia áp chế cảnh giới của mình nhưng gã ta cũng là cao thủ cảnh giới khai đạo. Nếu Diệp Quân này đạt đến cảnh giới khai đạo thì trong những người cùng cấp bậc, ai có thể là đối thủ của hắn được. Diệp Quân lau đi máu tươi trên khóe miệng, đang định ra tay một lần nữa thì tu pháp kia lại lắc đầu, ta không thể làm gì ngươi cả. Dứt lời. Gã ta lùi lại bên cạnh mấy người nhóm thiên võ lăng kia. Chịu thua. Mọi người im lặng. Hành động này của tu pháp cũng tương đương với chịu thua. Lúc này, Từ Thiên đột nhiên vung tay hô to, Diệp thiếu lợi hại. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Từ Thiên. Thấy mọi người chú ý, ông ta hơi chần chừ, sau đó chắp hai tay, A-di-đà Phật. Lại trở về dáng vẻ cao tăng. Đạo đế trong tử quán cười nói, tiên lão, ông thử đi đấu với hắn ta xem. Tiên lão lập tức nói, đợi ta mang đầu hắn ta về. Dứt lời, người ông ta khẽ rung lên, biến thành một tia hắc quang lao về phía Diệp Quân ở chân trời. Ỷ lớn hiếp nhỏ. Lúc này, một tiếng cười to chợt vang vọng trong thiên địa, sau đó, một khí thế đáng sợ kéo xuống từ chân trời, trấn áp tiên lão kia. Mọi người hoảng hốt. Người nào vừa ra tay đấy? Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía đỉnh đầu Diệp Quân, thì thấy nơi đó có một người đàn ông trung niên. Người ra tay chính là Thiên Khải. Diệp Quân vừa kết thúc chiến đấu với tu pháp kia, đang trong thời kỳ suy yếu, đương nhiên không thể đấu tay đôi với người khác nữa. Vì thế khi thấy tiên lão kia ra tay, Thiên Khải cũng ra tay một cách quyết đoán. Khi nhìn thấy Thiên Khải, những người đang có mặt đều sửng sốt. Bọn họ đều từng khiêu chiến Đăng Thiên Lộ, đương nhiên biết đến Thiên Khải, sao người này có thể ra ngoài được. Hơn nữa trông có vẻ còn đang giúp Diệp Quân. Chuyện gì thế này? Ngay cả Lệ Hàn cũng khá ngạc nhiên, gã cũng không ngờ Diệp Quân lại dẫn cả cao thủ trọng thiên thứ nhất này ra ngoài.
phải biết rằng trong mỗi trọng thiên đều có tù ấn đại đạo. Chẳng lẽ Diệp huynh này phá vỡ tù ấn đại đạo rồi? Nghĩ thế, Lệ Hàn rất kinh ngạc, gã quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quân, có phải gã đã đánh giá Diệp huynh này hơi thấp rồi không? Diệp Quân tiến vào trong tiểu tháp, bắt đầu chữa thương. Trong tử quán bên dưới, Chiêu Võ Đạo Đế tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ người này lại có thể ra ngoài. Ông ta biết trong mỗi trọng thiên đều có tù ấn đại đạo, mà người trước mắt lại có thể ra ngoài, rõ ràng tù ấn đại đạo đã biến mất. Chẳng lẽ là Diệp Quân này phá? Chiêu Võ Đạo Đế nhìn thoáng qua vị trí Diệp Quân biến mất, cười nói, đúng là ngày càng thú vị. Thiên Võ Tân ở bên cạnh ông ta cũng nhíu chặt mày, cô ta cũng không ngờ cao thủ nhất trọng thiên này lại chạy ra ngoài được. Đại đạo hiện hữu làm ăn kiểu gì đấy? Thiên Võ Tân không khỏi ngẩng đầu nhìn lên cửu trọng thiên. Ở chân trời, Thiên Khải cười nói với Tiên Lão, ông muốn đánh nhau thì để ta đánh với ông. Tiên Lão lạnh lùng cười khẩy, lên đi. Thiên Khải cười to, chỗ này quá nhỏ, không tiện thể hiện, đổi sang một nơi khác được không? Tiên Lão đáp, được. Thiên Khải vung tay áo, thời không nứt ra, ông ta lập tức đi vào bên trong. Tiên Lão không thèm nhiều lời, cũng lập tức đi vào trong đó. Hai người tiến vào dị thời không để đại chiến, chẳng mấy chốc, trong dị thời không đã vang lên những tiếng nổ đáng sợ. Lúc này, Thiên Võ Lăng kia chợt lạnh lùng nói, Lệ Hàn, chúng ta cũng đừng đứng xem nữa, đánh nhau đi. Lệ Hàn nhìn Thiên Võ Lăng và đám cao thủ sau lưng ông ta, được. Thiên Võ Lăng cười to, đi lên tinh không đánh. Dứt lời, ông ta dẫn theo cao thủ tộc Thiên Võ ở sau lưng bay lên cao. Lệ Hàn dùng huyền khí truyền âm cho Diệp Quân, Diệp huynh, ta chỉ có thể giữ chân tộc Thiên Võ, hơn nữa thực lực tổng thể của cao thủ lệ tộc chúng ta không bằng bọn họ, không thể giữ chân được quá lâu, ngươi nhớ cẩn thận. Nói xong, gã dẫn theo một nhóm cao thủ của lệ tộc bay lên cao. Chạm trán với tộc Thiên Võ. Trong tinh không nhanh chóng truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, hai bên đều là cao thủ cảnh giới khai đạo, vì thế trận chiến này thật sự là hủy diệt đất trời, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không đã hoàn toàn biến thành tro bụi. Vô cùng kịch liệt. Tu Pháp ở bên dưới nhìn về phía nhóm Hoàng đế Đại Chu, xuất kiếm. Giọng nói vừa vang lên, chín người đồng loạt tiến tới, trong hộp đựng kiếm sau lưng bọn họ có những thanh phi kiếm chém về phía nhóm Hoàng đế Đại Chu. Thẳng thừng khai chiến. Mấy người nhóm Hoàng đế Đại Chu đang muốn ra tay thì chợt có một tiếng kiếm reo vang vọng trong đất trời, sau đó, một tia kiếm quang vạn trượng chợt chém xuống từ trên trời, nhắm thẳng vào cửu kiếm đạo thiên. Ầm. Vô số phi kiếm bị chiêu kiếm này chém vỡ, kiếm khí mạnh mẽ khiến cửu kiếm đạo thiên liên tục lùi lại gần nghìn trượng. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thì thấy có một kiếm tu đang đứng đó, trong lòng bàn tay ông ta có hai thanh phi kiếm lơ lửng. Lý Toại Phong. Khi nhìn thấy Lý Toại Phong, mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Cao thủ kiếm tiên tuyệt thế ở trọng thiên tầng 2. Sao ông ta cũng ra đây rồi? Chiêu Võ Đạo Đế trong tử quán nhìn Lý Toại Phong, cười nói, không ngờ kiếm tu trọng thiên thứ 2 cũng đã ra ngoài, thú vị quá. Thiên Võ Tân nhìn chằm chằm Lý Toại Phong, sắc mặt vô cùng nặng nề, trong lòng không khỏi giận dữ mắng, một lũ ngu xuẩn. Lý Toại Phong ở chân trời nhìn cửu kiếm đạo thiên kia, cười nói, tiếp tục đi. Dứt lời, ông ta chợt biến thành một tia kiếm quang chém xuống. Tu Pháp dẫn đầu thấy Lý Toại Phong thì không dám coi thường, lập tức tiến một bước về phía trước, cất lời, kiếm trận. Giọng nói vừa vang lên, chín người vỗ lên hộp đựng kiếm sau lưng mình, chín hộp kiếm phóng lên cao tận chân trời, trong nháy mắt, chín hộp kiếm hợp lại làm một, cùng lúc đó, một tia kiếm quang sáng chói bắn ra từ trong hộp đựng kiếm kia, chém về phía Lý Toại Phong. Kiếm quang nổ tung, Lý Toại Phong dừng lại, ông ta ngẩng đầu nhìn lên hộp đựng kiếm, lúc này hộp đựng kiếm chợt rung mạnh, sau đó một thanh thần kiếm thượng cổ bay ra từ bên trong, khi thanh phi kiếm thượng cổ này bay ra, toàn bộ thế giới đều như chậm lại. Kiếm cực ý. Thanh thần kiếm thượng cổ này bay thẳng tới trước mặt Lý Toại Phong, trong nháy mắt, một kiếm trận xuất hiện dưới chân ông ta, nhốt ông ta lại trong thời không đó, trong kiếm trận có vô số phi kiếm bay lên, tấn công Lý Toại Phong cùng với thanh thần kiếm thượng cổ này. Vạn kiếm hợp nhất. Sát trận đạo thiên.
đây là kiếm trận mạnh nhất của Thiên Kiếm Tông, một khi kiếm trận khởi động thì dù là cao thủ cảnh giới khai đạo cũng có thể bị giết chết dễ dàng. Khi nhìn thấy Lý Toại Phong, chín người không dám khinh thường một chút nào, vì thế lập tức sử dụng lá bài tẩy của mình. Trong kiếm trận, Lý Toại Phong chợt nhắm mắt lại, ông ta mở lòng bàn tay, hai thanh phi kiếm lơ lửng trong lòng bàn tay của ông ta. Ông ta bất ngờ nắm chặt tay phải. Oanh! Kiếm vực xuất hiện. Kiếm vực cấp bậc cao nhất. Kiếm vực này vừa xuất hiện, một luồng kiếm thế đáng sợ đã trấn áp được sát trận đạo thiên kia, cùng lúc đó, Lý Trại Phong hét to kiếm bay lên. Hai thanh phi kiếm trong tay ông ta phát ra hai tiếng kiếm reo, sau đó cả hai biến thành hai tia kiếm quang vạn trượng bay lên cao. Chỉ trong nháy mắt, kiếm trận đạo thiên kia đã bị hai thanh phi kiếm này phá vỡ. Sắc mặt nhóm tu pháp lập tức thay đổi, chín người liên tục lùi lại như chúng một đòn nặng, trong miệng có máu tươi tuôn trào. Sau khi dừng lại, chín người đều hoảng hốt, bọn họ không ngờ kiếm trận mình liên thủ bố trí cứ thế bị phá vỡ. Nét mặt những người khác xung quanh cũng rất nặng nề. Bọn họ không ngờ thực lực của Lý Toại Phong này lại kinh khủng đến thế, một mình đẩy lui chín kiếm tu cảnh giới khai đạo. Khó tin. Thật ra rất nhiều người quên mất một điều là những người có thể bị đại đạo hiện hữu nhốt lại ở đây đều là người mạnh nhất ở mỗi thời đại kỷ nguyên, cũng chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách bị nhốt ở đây. Mà biết bao năm qua, Lý Toại Phong canh giữ ở Nhị Trọng Thiên, từng giao thủ với biết bao cao thủ cao cấp, dưới tình huống đó, một người bình thường sao có thể có thực lực như ông ta được. Quan trọng nhất là bây giờ thực lực của ông ta đã khôi phục 8-9 phần. Nếu tu vi của ông ta hoàn toàn khôi phục thì muốn giết những kiếm tu này thật sự dễ như trở bàn tay. Lý Toại Phong ở phía xa chợt bật cười, cửu kiếm đạo thiên à. Thật sự quá yếu. Dứt lời, ông ta vung tay áo, hai thanh phi kiếm như hai tia chớp chém ra ngoài. Tu pháp dẫn đầu lập tức giận dữ hô lên, xuất kiếm. Chín người đồng thời sử dụng phi kiếm, nhưng chín phi kiếm kia lại không thể chống lại hai thanh phi kiếm của Lý Toại Phong. Cứ thế bị đánh vỡ, uy lực kiếm khí mạnh mẽ còn khiến chín người họ lùi lại mấy vạn trượng. Áp đảo trực tiếp. Thấy cảnh này, sắc mặt những người xung quanh đều thay đổi. Thực lực này đúng là kinh khủng. Mấy người tu pháp cũng hoảng hốt, chênh lệch thực lực thật sự quá xa. Sau một hồi giao chiến, mấy người họ cũng bắt đầu thấy sợ hãi, một khi sợ hãi, đương nhiên sức chiến đấu cũng sẽ giảm đi một chút. Sau khi chém lui mấy người tu pháp, Lý Toại Phong cũng không tiếp tục ra tay với bọn họ nữa mà chắp ngón tay chỉ về phía tử quán ở phố đạo kia. Hai thanh phi kiếm chợt thay đổi hình dáng, biến thành hai tia kiếm quang vạn trượng chém về phía tử quán. Thiên Võ Tân trong tử quán nhìn thấy hai thanh phi kiếm chém tới thì lập tức thay đổi sắc mặt, vội di chuyển đến sau lưng Chiêu Võ Đạo Đế. Chiêu Võ Đạo Đế bật cười, muốn giết ta à? Khi hai thanh phi kiếm kia sắp đến gần phố đạo, thời không đột nhiên nứt ra, sau đó một bàn tay gầy gò màu đỏ thò ra đánh tới một quyền, đánh bay hai thanh phi kiếm kia. Lý Toại Phong mở lòng bàn tay, hai thanh phi kiếm bị đánh bay trở về trong tay ông ta, trên không trung của phố đạo có một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra, người đàn ông mặc áo choàng đen như mực, giữa chân mày có một dấu ấn đỏ như máu, quanh người ông ta còn tản ra hơi thở tà ác rất kỳ lạ. Trong tử quán, Thiên Võ Tân cất lời, tiền bối. Vị này là Tứ Thánh Minh Quân sao? Chiêu Võ Đạo Đế cười nói, Tứ Thánh Minh Quân không chỉ có một người mà là bốn người, người này là Bắc Thánh Minh Quân, đến từ Minh Hải, có lẽ cô không biết Minh Hải, nơi đó đã từng cầm cờ chống lại nền văn minh thiên hành, trận chiến giữa bọn họ và nền văn minh thiên hành năm đó khá là kịch liệt. Thiên Võ Tân vội hỏi, có thắng không? Chiêu Võ Đạo Đế lắc đầu, không. Thiên Võ Tân im lặng. Chiêu Võ Đạo Đế cười nói, dù không thắng nhưng cũng đã lợi hại lắm rồi. Thiên Võ Tân nhìn Lý Toại Phong ở chân trời, trầm giọng nói, vì sao những người này lại giúp Diệp Quân kia? Chiêu Võ Đạo Đế cười khẽ, sau đó đáp, không cần quan tâm đến những việc này, dù sao thì kết quả vẫn là như thế, bây giờ có thêm chút thú vị cũng không có gì không tốt. Thiên Võ Tân nhìn chằm chằm người đàn ông vô cùng tự tin trước mặt, sau đó không nhịn được cung kính cúi người xuống. Chiêu Võ Đạo Đế nhìn về phía chân trời, cười nói, năm đó Bắc Thánh Minh Quân này đã sống sót dưới bàn tay của nền văn minh thiên hành, không biết ông ta và kiếm tu kia ai mạnh hơn. Đương nhiên ta chờ mong người đứng sau Diệp Quân hơn,
không biết sẽ còn xuất hiện cao thủ nào không, thật sự người khác mong đợi. Dứt lời, ông ta nâng ly rượu lên uống cạn, uống rượu xem trò vui, đúng là rất sảng khoái. Ở chân trời, Lý Toại Phong và Bắc Thánh Minh Quân vừa xuất hiện kia đứng nhìn nhau từ xa. Sau đó hai người đồng thời biến mất khỏi vị trí ban đầu. Hai cao thủ tuyệt thế đến từ vũ trụ khác nhau, không ai nhiều lời mà lập tức chiến đấu. Thiên địa chợt nổ tung, những lực lượng sóng xung kích đáng sợ thoáng chốc lan ra khắp xung quanh. Ngoài bia đá đăng thiên và bậc thang đăng thiên, lúc này toàn bộ đăng thiên vực đều đổ sụp. Đương nhiên là vẫn còn phố đạo, dù lực lượng của hai người rất mạnh, nhưng lại không thể lay chuyển được bia đá đăng thiên và phố đạo này, lực lượng của hai người chỉ cần di chuyển đến đó đều sẽ tự động tan biến trong vô hình. Toàn bộ đăng thiên vực trở thành một màu đen kịt, giơ tay không thấy được năm ngón. Mà ở chân trời, hai người Lý Toại Phong và Bắc Thánh Minh Quân liên tục di chuyển nhanh như tia chớp, tốc độ của hai người cũng sắp đạt đến cấp bậc cao nhất, mọi người hoàn toàn không thể thấy rõ. Cùng lúc đó, trong thiên địa liên tục có những sức mạnh đáng sợ và uy áp đại đạo bí ẩn ngưng tụ, cực kỳ kinh khủng. Đại chiến chấn động. Mấy người nhóm đạo quân nhìn khung cảnh phía xa với nét mặt rất nặng nề, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy cao thủ tuyệt thế đại chiến. Không thể không nói, tâm trạng của họ lúc này đều khá phức tạp. Vì dù mọi người đều là cao thủ cảnh giới khai đạo, nhưng lúc này bọn họ mới phát hiện chênh lệch giữa mình và những cao thủ cảnh giới khai đạo cao cấp thật sự khá xa. Lúc này, Diệp Quân xuất hiện, vết thương của hắn cũng đã gần như hồi phục, hắn nhíu mày nhìn khu vực chiến trường phía xa. Dường như đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, Diệp Quân xoay người nhìn lại, cách đó không xa có một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đỏ đi tới, giữa chân mày ông ta cũng có một dấu ấn đỏ như máu, mà ở chỗ ngực trái của ông ta có một chữ, Nam, nho nhỏ. Nam Thánh Minh Quân. Nam Thánh Minh Quân nhìn chằm chằm Diệp Quân, khẽ mỉm cười, đừng sợ, ta không đánh ngươi, ta cho ngươi cơ hội gọi người. Dứt lời, ông ta còn ra hiệu mời. Phong cách nhẹ nhàng, khiêm tốn lễ độ. Gọi người. Nghe Nam Thánh Minh Quân nói thế, Từ Thiên bên cạnh Diệp Quân nhất thời máu xông lên não, ông ta tiến lên một bước, ngay sau đó ông ta bỗng bừng tỉnh, không đúng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Thế là vội dùng huyền khí truyền âm cho đạo quân, mau kéo ta lại. Đạo quân nhắm mắt lại làm như không nghe thấy. Vẻ mặt Từ Thiên cứng đờ, sau khi ông ta bước đến trước, mọi người đều đồng loạt nhìn ông ta. Diệp Quân cũng khá ngạc nhiên nhìn Từ Thiên, phải nói là hắn cũng cực kỳ kinh ngạc, phương trưởng Từ Thiên lại dám đối đầu thật. Đều đã dám ra mặt rồi. Mặc dù thực lực của Từ Thiên tăng lên rất nhiều sau khi dùng một quả đạo linh, nhưng so với người trước mặt này thì vẫn có cách biệt khá lớn. Nhưng sự can đảm này của ông ta quả thật rất đáng khen. Nam Thánh Minh Quân nhìn Từ Thiên cười nói, hòa thượng, người muốn đánh với ta à? Từ Thiên chắp tay lại, thí chủ, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, nếu bây giờ ngươi đồng ý buông đao xuống, đầu hàng cậu Diệp, thì vẫn còn đường sống, nếu cứ tiếp tục chấp mê không dứt. Giúp những kẻ bất lương, đến lúc đó có thể không chỉ chết một lần đâu. Diệp Quân. Mọi người. Nam Thánh Minh Quân cười nói, hòa thượng, hóa ra không phải ngươi muốn đánh với ta mà là khuyên ta đầu hàng, ngươi thật là thú vị, ngươi có biết năm đó cho dù đối mặt với nền văn minh thiên hành thì Minh Hải bọn ta cũng chưa từng có suy nghĩ đầu hàng không? Từ Thiên gật đầu, không giấu gì ngươi, ta là người xuất gia, không biết đánh giết gì nhiều. Nhưng ta có thể giới thiệu cho ngươi một người. Nói rồi ông ta quay đầu lại nhìn đạo quân, ông đến đánh vài chiêu với vị thí chủ này nhé. Đạo quân nhìn Từ Thiên, ngươi không có thực lực mà còn khoe mẽ thì ngươi đừng ra ngoài làm gì. Từ Thiên. Nam Thánh Minh Quân bỗng cười nói, Diệp công tử, nếu ngươi không gọi người thì chúng ta cũng có thể đánh vài chiêu. Ha ha. Diệp Quân vừa định bước lên. Ngay lúc này một tiếng cười vang lên từ phía đằng xa, ngay sau đó một bóng người bỗng bay đến trước mặt Nam Thánh Minh Quân. Người đến là Bát Điện Chủ. Nhìn thấy Bát Điện Chủ, mấy người đạo quân đều sửng sốt. Bát Điện Chủ cười nói, cậu Diệp, người này cứ giao cho ta. Diệp Quân trầm giọng nói, người đánh được không? Bát Điện Chủ sầm mặt, cậu Diệp, thực lực của ta rất mạnh. Diệp Quân. Trong quán rượu bên dưới,
Triệu Võ Đạo Đế bỗng cười nói, thú vị đấy, Bát Điện Chủ này còn đi nương nhờ Diệp công tử này thật. Mặt Thiên Võ Tân không cảm xúc, tự tìm đường chết. Triệu Võ Đạo Đế khẽ cười, không nói gì. Nam Thánh Minh Quân đó nhìn Bát Điện Chủ, sau đó cười nói, chỗ này nhỏ quá, chúng ta đổi chỗ khác nhé. Bát Điện Chủ cười nói, vừa hợp ý ta. Nói rồi gã tung ra một quyền, thời không trước mặt nứt ra, gã biến thành một tàn ảnh đi vào trong thời không bị nứt ra đó. Nam Thánh Minh Quân cũng biến mất theo. Đúng lúc này, tộc trưởng của tộc Vu Mã Lạc ở phía xa chậm rãi bước ra, ông ta nhìn Diệp Quân dẫn đầu, cười nói, Diệp công tử, tộc Vu Mã ta không thù không oán với ngươi, hôm nay đến đây là giúp Ác Đạo Minh, là... Diệp Quân cắt lời, ông đừng nói nhảm với ta, sau chuyện hôm nay ta nhất định sẽ giết sạch tộc Vu Mã. Vu Mã Lạc híp mắt, trong mắt hiện lên sát ý, vậy à? Ta muốn xem thử Diệp công tử có thực lực này không đấy. Nói rồi ông ta vung tay lên, giết. Vừa dứt lời, các cường giả cảnh giới khai đạo của tộc Vu Mã phía sau ông ta lao đến chỗ mấy người Diệp Quân. Còn ông ta thì dẫn đầu chạy thẳng đến chỗ Diệp Quân. Cửu kiếm đạo thiên và thất Phật mật tàng cũng đồng thời biến mất khỏi đó. Đại chiến xảy ra. Hơn 20 cường giả cảnh giới khai đạo đều ra tay, khủng khiếp đến mức nào. Ngay khi họ ra tay, cả đăng thiên vực đều bị phá vỡ thành từng mảnh, nhưng bia đá đăng thiên và bậc thềm đăng thiên lại không hề bị hư hại. Diệp Quân bỗng tiến lên một bước. Ầm ầm. Sức mạnh hai loại huyết mạch bỗng lao ra từ trong cơ thể Diệp Quân. Khí tức trên người hắn tăng lên. Diệp Quân lại bước ra một bước. Một tiếng rồng gầm vang lên khắp trời. Dung hợp với Ngao Thiên Thiên. Diệp Quân cầm kiếm Thanh Huyên trong tay lao về phía trước rồi chém mạnh vào Vu Mã Lạc, kiếm quang ánh đỏ như máu cuồn cuộn, ngay lập tức khiến cho Vu Mã Lạc lùi về sau cả ngàn trượng, sau đó hắn giơ kiếm xoẹt qua xung quanh. Vèo. Kiếm quang chém nứt mọi thứ. Mấy cường giả cảnh giới khai đạo đứng gần Diệp Quân đều biến sắc, đồng loạt phóng sức mạnh của mình ra để chặn kiếm quang đó lại, có người còn dùng đến thần vật. Khi tia kiếm quang bùng phát, vài cường giả cảnh giới khai đạo đã bị kiếm của Diệp Quân chém lùi về sau, có thần vật được phóng ra của cường giả cảnh giới khai đạo bị chém gãy thành từng mảnh. Lúc này có cường giả cảnh giới khai đạo hãi hùng nói, thanh kiếm này không hề tầm thường, mọi người cẩn thận. Sau khi đánh với Diệp Quân, họ mới biết tại sao trước đó Ám Tăng lại bị Diệp Quân chém chết. Lúc đầu họ cứ nghĩ Ám Tăng sơ suất quá, thế nên mới bị lật thuyền, lúc này họ mới hiểu, mẹ nó chứ, là do thanh kiếm trong tay Diệp Quân quá mức biến thái. Người đứng đầu Vu Mã Lạc cũng bị kinh hoàng không thôi, ông ta vừa đánh trực diện với thanh kiếm của Diệp Quân, hai cánh tay ông ta bị nứt ra. Nếu không nhờ ông ta phản ứng nhanh mà nhanh chóng lui về sau thì nhát kiếm đó có thể chém chúng vào thân xác ông ta. Kiếm này đáng sợ thật. Thật ra không chỉ có kiếm, mà sức mạnh huyết mạch đó của Diệp Quân cũng khiến ông ta kinh ngạc. Ông ta là người thuộc cửu tộc Chiêu Võ, huyết mạch của họ cũng là huyết thống đặc biệt nhưng lại kém xa huyết mạch của Diệp Quân. Huyết mạch mạnh tức là từng xuất hiện đại tài trong hàng tổ tiên của Diệp Quân. Nghĩ đến đây Vu Mã Lạc sầm mặt. Ông ta biết tộc Vu Mã đã đánh giá thấp thực lực của người đằng sau Diệp Quân rồi, nhưng lúc này đã hết cách, chỉ có thể đánh đến cùng. Vu Mã Lạc bỗng xòe tay ra, một ngọn lửa bay lên trời từ lòng bàn tay ông ta, ngay sau đó ngọn lửa đó biến thành một thanh kiếm rực lửa chém mạnh về phía Diệp Quân. Diệp Quân ở đằng xa bỗng ngẩng đầu, chân phải dậm nhẹ xuống đất, cả người biến thành kiếm quang phóng lên trời, một nhát kiếm xé tan ngọn lửa đó, hắn thuận thế lao về phía Vu Mã Lạc. Nhát kiếm này khiến tất cả thời không bị tan tành. Thấy Diệp Quân chém nhát kiếm đến, đồng tử Vu Mã Lạc co lại, hai tay ông ta siết chặt lại, một tia sáng màu đen lao ra từ trong người ông ta đánh thẳng về phía Diệp Quân. Diệp Quân vung ra một nhát kiếm khiến tia sáng đó bị phá vỡ. Nhưng lúc này Vu Mã Lạc đã lùi về sau cả mấy ngàn trượng, kéo giãn khoảng cách với hắn. Đối mặt với thanh kiếm của Diệp Quân, Vu Mã Lạc không dám đánh trực diện. Diệp Quân ở phía xa không đuổi theo Vu Mã Lạc mà quay đầu nhìn xung quanh, sắc mặt hắn xa sầm lại, bởi vì hắn phát hiện mấy người đạo quân đã ở thế bất lợi rồi, dù sao phe của họ cũng ít người hơn. Phải giết mấy cảnh giới khai đạo này trước. Diệp Quân quay đầu nhìn xung quanh,
Không lâu sau tầm mắt hắn nhìn đến một ông lão tóc bạc, hắn đứng cách một khoảng vung mạnh kiếm thanh huyền lên, ông lão tóc bạc ở phía xa kia như cảm nhận được gì đột nhiên quay lại nhìn Diệp Quân, chỉ trong chốc lát tuổi thọ của ông ta đã giảm gần ngàn vạn năm. Ông lão hoảng sợ, vội vàng lùi về sau, thế nhưng Diệp Quân lại chém thêm một nhát nữa, ông lão trợn tròn mắt, sau đó biến mất hoàn toàn. Tuổi thọ đã tận. Thấy thế các cường giả cảnh giới khai đạo còn lại đều hãi hùng, nhao nhao giữ khoảng cách xa với Diệp Quân, sợ Diệp Quân chém họ bằng nhát kiếm như vậy. Diệp Quân lướt nhìn các cường giả cảnh giới khai đạo, rất nhanh đã tìm được một ông lão. Thấy thế, ông lão biến sắc, ta vẫn còn mấy ngàn vạn tuổi thọ, người giết ta không được, ngươi. Nói rồi ông ta chỉ vào một ông lão đồ đen cách đó không xa, ông ta chỉ còn chưa đến ngàn vạn năm, giết ông ta đi. Ông lão đồ đen. Diệp Quân nhìn sang ông lão đồ đen, hắn còn chưa kịp giơ kiếm lên, ông lão đồ đen đã xoay người rồi biến mất ở tận cuối chân trời. Đúng là ông ta chỉ còn chưa đến ngàn vạn năm tuổi thọ. Thấy cường giả cảnh giới khai đạo đó bỏ chạy, sắc mặt những người khác đều cực kỳ khó coi. Lúc này Vu Mã Lạc bỗng trầm giọng nói, mọi người cùng lên đi. Nói rồi ông ta lao đến chỗ Diệp Quân, nhưng mới đi được nửa đường ông ta lại nhận ra không có ai đi cùng với ông ta. Vu Mã Lạc vội lùi lại, ông ta nhìn cửu kiếm đạo thiên và thất Phật mật tàng, tức giận nói các ngươi làm gì thế? Một tăng nhân bí tàng lạnh lùng nhìn Vu Mã Lạc, ngươi là cái thứ gì mà cũng xứng vung tay chỉ này chỉ kia với bọn ta? Vu Mã Lạc. Lúc này, Diệp Quân bỗng biến thành một tia kiếm quang đẫm máu lao về phía Vu Mã Lạc, Vu Mã Lạc biến sắc, ông ta vung tay phải về phía trước, một tia sáng lửa lao ra nhưng bị Diệp Quân chém đứt bằng một nhát kiếm. Sắc mặt Vu Mã Lạc tối sầm, ông ta không liều mạng mà vội vàng lùi về sau. Trong quán rượu, Triều Võ Đạo Đế khẽ lắc đầu, thật ra thực lực của ông ta mạnh hơn Diệp Quân rất nhiều, nhưng lại không có ý chí chiến đấu, tộc trưởng tộc Vu Mã đời này kém hơn tiên tổ của họ rất nhiều. Thiên Võ Tân nhìn Diệp Quân như huyết nhân ở đằng xa, sau đó nói, nếu người này không có thanh kiếm thần đó thì hắn không phải là đối thủ của Lạc tộc trưởng. Triều Võ Đạo Đế cười nói, thanh kiếm đó quả thật khá thú vị. Dứt lời, ông ta gõ nhẹ vào bàn rượu trước mặt, Tây Thánh Minh Quân, ông đi xử lý Diệp công tử này nhé. Được. Một giọng nói vang lên từ xa, ngay sau đó một tia thánh quang rơi từ trên trời xuống, thoáng chốc lao đến đỉnh đầu Diệp Quân. Diệp Quân ngẩng phắt lên, biến thành tia kiếm quang lao lên trời. Ầm. Thánh quang đó vỡ tan, mà bản thân Diệp Quân cũng bị sức mạnh cực lớn của nó chấn động rơi thẳng xuống đất. Vừa rơi xuống đất, mặt đất sụp xuống biến thành một cái hố sâu không thấy đáy. Chết đi. Lúc này một bàn tay cực lớn bỗng lao xuống, rơi vào đáy hố sau đó nghiền ép Diệp Quân. Khi bàn tay khổng lồ rơi xuống hố sâu, toàn bộ khu vực đó đều bắt đầu dung hòa, một luồng uy lực đáng sợ cuốn qua trời đất như một cơn bão, giờ khắc này vô số pháp tắc đại đạo hiện hữu bắt đầu biến mất. Keng. Lúc này, đột nhiên có tiếng kiếm vang lên từ bên dưới vực thẳm, ngay sau đó, luồng kiếm quang bay thẳng lên trời. Giác. Bàn tay khổng lồ nổ tung. Trên trời, một luồng kiếm quang sừng sững. Trong không trung, Diệp Quân đang cầm kiếm thanh huyên, sức mạnh huyết mạch đang cuồn cuộn tỏa ra từ trên cơ thể, không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Ở phía đối diện cách hắn ngàn trượng, có một người đàn ông trung niên đang đứng, người đó đang mặc trên người một bộ giáo bào, chắp tay sau lưng, trên người ông ta không ngừng tỏa ra uy lực vô hình, chấn áp trời đất. Tây Thánh Minh Quân. Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, vẻ mặt dữ tợn, sức mạnh huyết mạch ở xung quanh cơ thể hắn tuôn ra không ngừng. Tây Thánh Minh Quân nhìn Diệp Quân, bước lên một bước rồi duỗi tay phải ra, sau đó đột ngột lật lại. Rầm. Ở đằng xa, khu vực thời không Diệp Quân đang đứng đột nhiên bị lật lại, biến thành từng luồng uy lực đáng sợ tiến về phía Diệp Quân, chân áp hắn. Ánh mắt của Diệp Quân hiện lên vẻ dữ tợn. Tay phải đang cầm kiếm thanh huyên của hắn đột nhiên vung lên, kiếm quang màu đỏ đáng sợ tản ra. Xoẹt. Thời không bị xé nát. Thấy sức mạnh của mình bị một nhát kiếm của Diệp Quân đánh vỡ, ở phía xa, ánh mắt của Tây Thánh Minh Quân hiện lên vẻ ngạc nhiên, có chút thực lực đấy. Dứt lời ông ta bước về phía trước một bước, bàn tay nắm lại thành quyền rồi tung cú đấm.
Khoảnh khắc cú đấm được tung ra, khu vực Diệp Quân đang đứng đột nhiên đổ sập, hàng loạt sức mạnh bí ẩn đáng sợ giống như những làn sóng từ bốn phương tám hướng lao về phía Diệp Quân. Giờ phút này tựa như Diệp Quân đang tự đi vào giữa những làn sóng và gió bão, vô số sức mạnh đáng sợ đang cuồn cuộn lao tới chỗ hắn, nhằm nhấn chìm và nghiền nát hắn. Diệp Quân bị sức mạnh này chèn ép đến mức không thở nổi, hai mắt hắn từ từ khép lại, thanh kiếm thanh huyền trong tay hắn rung lên dữ dội. Đột nhiên, Diệp Quân rút kiếm ra. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm chồng chéo. Keng! Tiếng kiếm xuyên bầu trời làm màng nhĩ của những người ở xung quanh nổ tung. Lúc Diệp Quân xuất hiện, khu vực xung quanh hắn đều nổ tung, vô số sức mạnh vỡ vụn rồi bị chôn vùi. Có Ngao Thiên Thiên, cộng thêm hai loại sức mạnh huyết mạch nên lần này hắn đã chồng chéo được cả chục nghìn nhát kiếm. Bên cạnh đó còn có kiếm thanh huyên, cho nên có thể nói đây là nhát chém mạnh nhất từ trước tới nay của hắn. Phá tan chỉ bằng một nhát kiếm. Ở đằng kia, Tây Thánh Minh Quân đã bị thanh kiếm của hắn đánh lùi về sau mấy vạn trượng, khi ông ta vừa dừng lại, thời không sau lưng ông ngay lập tức sụp đổ tạo thành một vùng thời không đen nhánh. Sau khi dừng lại, đôi mắt của Tây Thánh Minh Quân hiện lên vẻ kinh ngạc, khen ngợi kiếm kỹ không tệ. Dứt lời, ông ta biến thành một dải cầu vồng rồi biến mất. Cùng lúc đó ở đằng xa, Diệp Quân cũng biến mất. Xoẹt. Bùm. Hai người vừa chạm vào nhau, ánh sáng của cầu vồng và kiếm quang phát ra cùng một lúc, làn sóng xung kích vô hình ngay lập tức lan ra hàng vạn các tinh vực ở bên ngoài. Tuy nhiên, khi làn sóng này đến gần bia đá đăng thiên đã biến mất không một dấu vết. Trên trời, Diệp Quân và Tây Thánh Minh Quân cùng nhau lùi về sau vài ngàn trượng, sau khi Diệp Quân dừng lại, hắn cầm kiếm đứng im một chỗ, cả người đỏ tươi như máu. Khu vực hắn đang đứng trở thành một biển máu, huyết mạch phàm nhân. Huyết mạch phong ma và kiếm ý vô địch trong người hắn càng trở nên mạnh hơn. Càng đánh, càng mạnh. Không chỉ thế, nếu càng chiến đấu, hắn càng trở nên điên cuồng, lý trí càng ít hơn. Tây Thánh Minh Quân nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, bây giờ ông ta đã không còn sự khinh thường, không những thế, ông ta còn cảm thấy hơi đau đầu. Bởi vì sức mạnh đạo pháp của ông ta hoàn toàn không có tác dụng khi đối đầu với thanh kiếm của Diệp Quân. Đánh vỡ chỉ bằng một nhát kiếm. Nếu ông ta muốn giết kiếm tu trẻ tuổi trước mặt này, ông ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh thuần túy nhất, hơn nữa ông ta cũng không dám liều mạng đối đầu với Diệp Quân. Thanh kiếm của Diệp Quân quá sắc bén, cứng rắn đối đầu rất dễ bị tổn hại. Tây Thánh Minh Quân hít một hơi thật sâu rồi mở lòng bàn tay ra. Rầm. Trên không trung, thần lôi màu máu đánh thẳng xuống đất, lơ lửng trong lòng bàn tay của ông ta. Ông ta nắm chặt bàn tay phải, thần lôi màu máu đó hóa thành một thanh huyết thương. Trong quán rượu, Triều Võ Đạo Đế cười nói, huyết kiếp thần thương này thật thú vị, có lẽ Tây Thánh Minh Quân đã thu phục được hàng ngàn huyết kiếp của Minh Hải, sau đó rèn thành vũ khí của riêng mình. Thiên Võ Tân hơi hiếu kỳ, huyết kiếp. Triều Võ Đạo Đế gật đầu, bưng ly rượu ở trước mặt lên nhấp từng ngụm nhỏ, sau đó mới giải thích, nó giống như vũ trụ kiếp. Nhưng vũ trụ kiếp của Minh Hải lại mạnh hơn so với vũ trụ kiếp bình thường rất nhiều. Tóm lại, nếu ông ta sử dụng thanh thương này để chống lại kẻ thù, thì sức mạnh của nó có thể sánh ngang với sức mạnh của cường giả ở cảnh giới khai đạo. Nhìn thấy ly rượu ở trước mặt của Triều Võ Đạo Đế đã trống không, Thiên Võ Tân vội vàng đi tới, cầm ly lên cẩn thận rót đầy rượu cho Triều Võ Đạo Đế, sau đó cung kính đứng tới. Triều Võ Đạo Đế quay đầu nhìn về phía chân trời. Cười nói, Tây Thánh thật sự đã đánh càng hăng rồi. Ở chân trời, Tây Thánh Minh Quân nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, không nói những lời vô nghĩa nữa mà tiến về phía trước một bước, tung một nhát thương. Xoẹt. Khi nhát thương này đâm ra, vô số thanh thương khác xuất hiện đầy trời, một vũ trụ kiếp đáng sợ ngay lập tức quét sạch bầu trời, toàn bộ đăng thiên vực bắt đầu bốc cháy. Sức mạnh quá kinh khủng. Cường giả xung quanh nhìn thấy cảnh này đều hoảng loạn. Rối rít rút lui, không dám tới gần khu vực chiến trường của Diệp Quân và Tây Thánh Minh Quân. Ở phía xa, đôi mắt của Diệp Quân hiện lên ý thù địch, hắn đột ngột gầm lên giận dữ. Đùng đùng. Một tượng thần huyết mạch cao hàng ngàn trượng hiện lên sau lưng hắn. Tượng thần của huyết mạch phong ma. Tay của tượng thần huyết mạch phong ma đang cầm kiếm thanh huyên phiên bản phóng to. Đột nhiên Diệp Quân hét lên, chém.
Bức tượng thần huyết mạch phong ma cầm kiếm thanh huyên phiên bản phóng to đột ngột chém xuống, một luồng kiếm khí đỏ như máu dài ngàn trượng ngay lập tức bay về phía chân trời. Khi thanh kiếm này chém ra, hàng vạn kiếp trên thế giới ngay lập tức bị nghiền nát và chôn vùi. Kiếm khí đỏ như máu ngay lập tức đánh tới chỗ của Tây Thánh Minh Quân, Tây Thánh Minh Quân nheo mắt lại rồi xoay cổ tay đâm thêm một nhát thương. Keng! Kiếm khí đỏ như máu bị thanh thương đánh vỡ, nhưng vào lúc này, một luồng kiếm quang lại chém tới. Đôi mắt của Tây Thánh Minh Quân lóe lên tia sáng lạnh lùng, lại đâm thêm một nhát thương. Ầm! Khi luồng kiếm quang phát nổ, Tây Thánh Minh Quân liên tục lùi về phía sau, lúc ông ta lui lại. Chém! Ở trong sân, giọng nói của Diệp Quân lại vang lên, ngay sau đó, một luồng kiếm khí đỏ như máu dài vạn trượng lại chém tới trước mặt của Tây Thánh Minh Quân. Đôi mắt của Tây Thánh Minh Quân hiện lên vẻ hung dữ, ông ta bước lên phía trước một bước, vô số thương ý từ trong người ông ta bắn ra như thủy triều, ngay sau đó huyết kiếp biến thành hàng ngàn thanh thương dài bay về phía Diệp Quân và tượng thần huyết mạch phong ma để giết hắn. Đối chọi gay gắt. Cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc vang dội khắp đất trời là những luồng kiếm khí đáng sợ và thương mang như sóng nước ở xung quanh đang không ngừng dao động. Ngoại trừ phố đạo và bia đá đăng thiên ở bên ngoài thì toàn bộ đăng thiên vực đều sụp đổ và bị chôn vùi hoàn toàn. Mặc dù sức mạnh của hai người đã bao trùm đăng thiên vực nhưng cũng không có cách nào để tới gần khu vực này, điều này khiến cho một số người ở xung quanh thầm cảm thấy sợ hãi không thôi. Bên trong khu vực thời không kiếm khí và thương mang vô tận đó, Diệp Quân và Tây Thánh Minh Quân liên tục lui về phía sau cùng lúc, hai người lùi lại khoảng mấy ngàn trượng. Lúc Diệp Quân vừa dừng lại, bức tượng ở sau lưng hắn ngay lập tức vỡ tan, nhưng nó không biến mất mà thay vào đó lại biến thành rất nhiều huyết khí rồi chảy vào bên trong cơ thể của Diệp Quân. Khí tức của Diệp Quân đột nhiên tăng vọt, càng lúc càng mạnh hơn. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Võ Tân đang ngồi trong quán rượu ở bên dưới cau mày lại, huyết mạch này. Triều Võ Đạo Đế cười nói, xem ra cha của Diệp công tử thật sự không phải là người tầm thường. Thiên Võ Tân cúi đầu xuống, vội vàng nói, nếu so với Đạo Đế thì hắn ta cũng chỉ là bọn tôm tép mà thôi. Triều Võ Đạo Đế cười phá lên nhưng cũng không bác bỏ bởi vì những gì cô ta nói đều là sự thật. Thiên Võ Tân ngẩng đầu nhìn Diệp Quân đang ở phía chân trời. Sau đó hai mắt của cô ta dần dần khép lại. Ở trước mặt Triều Võ Đạo Đế thì mọi sự phản kháng của Diệp Quân đều giống như những trò nhảy nhót của mấy thằng hề, không có một chút ý nghĩa nào. Chấm chấm chấm. Phía chân trời, sau khi Tây Thánh Minh Quân dừng lại, ông ta nhìn vào thanh huyết kiếp thần thương đang cầm trong tay, huyết kiếp thần thương đã bị nứt. Tây Thánh Minh Quân nhíu mày, ông ta ngẩng đầu lên nhìn vào kiếm thanh huyên mà Diệp Quân đang cầm ở phía xa. Đôi mắt hiện lên sự khó tin, ngay cả thanh huyết kiếp thần thương ở cấp bậc khai đạo này cũng không thể chịu được một chiêu của thanh kiếm đó sao? Chẳng lẽ cấp bậc của thanh kiếm đó còn cao hơn cả khai đạo? Nghĩ tới đây, biểu cảm của Tây Thánh Minh Quân trở nên nghiêm túc hơn. Sau trận chiến vừa nãy, ông ta không còn khinh thường Diệp Quân ở trước mặt nữa, sức mạnh của anh chàng kiếm tu này vượt xa dự đoán của ông ta. Nhưng đáng sợ nhất là anh chàng kiếm tu này chỉ là cường giả cảnh giới 10 phần thần tính, nếu hắn đạt đến cảnh giới khai đạo thì e rằng ông ta không phải là đối thủ của hắn nữa. Yêu nghiệt! Tây Thánh Minh Quân nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Ở đằng xa, sau khi Diệp Quân chiến đấu với Tây Thánh Minh Quân, kiếm ý và sức mạnh huyết mạch của hắn càng trở nên mạnh hơn. Chiến đấu! Hắn khao khát được chiến đấu. Tay phải của Diệp Quân nắm chặt kiếm thanh huyên. Hắn ngẩng đầu nhìn Tây Thánh Minh Quân, không phí lời, cơ thể rung chuyển rồi dùng kiếm chém thẳng một nhát về phía Tây Thánh Minh Quân. Nhìn thấy thanh kiếm của Diệp Quân đang chém tới, sắc mặt Tây Thánh Minh Quân đột nhiên tối sầm đi bởi vì ông ta nhận ra thực lực của Diệp Quân càng lúc càng tăng lên. Theo ông ta thấy, Diệp Quân đã huy động hai loại sức mạnh huyết mạch thì chắc chắn càng đánh sẽ càng yếu. Suy cho cùng trong một khoảng thời gian ngắn mà thực lực tăng lên quá nhiều thì tương đương với việc sử dụng một loại bí pháp, chi nhiều hơn thu, nên càng về sau chắc chắn càng đánh sẽ càng yếu. Nhưng Diệp Quân thì khác, tại sao càng đánh lại càng mạnh? Ông ta không có thời gian để suy nghĩ nữa vì Diệp Quân đã chém giết tới trước mặt ông ta. Tây Thánh Minh Quân thu lại suy nghĩ của mình, cơ thể ông ta dung chuyển biến thành một thanh thương chém giết ra ngoài. Ngay sau đó,
khắp nơi vang lên những âm thanh đáng sợ của cơ thể bị nổ tung và tiếng kiếm kêu. Lúc này hai người họ đã đánh nhau quyết liệt, ai cũng thể hiện ra thần thông của mình, muốn dồn đối thủ vào chỗ chết. Ở trong bóng tối, Tức Mặc Lan nhìn Diệp Quân đang ở phía xa, im lặng suy nghĩ. Không thể không nói rằng bây giờ cô ta đang rất ngạc nhiên. Bởi vì cô ta không ngờ có nhiều người ở bên cạnh giúp đỡ Diệp Quân như vậy, càng không ngờ rằng thực lực thực sự của Diệp Quân lại kinh khủng tới mức có thể đánh tay đôi với một cường giả cảnh giới khai đạo đỉnh cao mà không phân thắng bại. Phải biết rằng, Diệp Quân chỉ đạt tới cảnh giới 10 phần thần tính mà thôi. Nếu hắn đạt tới cảnh giới khai đạo thì ai có thể làm đối thủ của hắn? Tức Mặc Lan từ từ siết chặt nắm tay lại, giờ phút này cô ta mới thật sự nghiêng về lựa chọn Diệp Quân, bởi vì chàng trai trẻ này có tiềm lực rất lớn, rất đáng để đầu tư. Nếu bây giờ cô ta ra tay hỗ trợ thì vẫn được xem là đã kịp thời giúp đỡ người đang gặp khó khăn. Nhưng rất nhanh sau đó, dường như cô ta đã nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn vào quán rượu, tới tận bây giờ Chiêu Võ Đạo Đế vẫn chưa ra tay. Chiêu Võ Đạo Đế. Vẻ mặt của Tức Mặc Lan tối sầm lại, trực giác của cô ta mách bảo rằng Chiêu Võ Đạo Đế vẫn chưa phát huy toàn bộ sức mạnh. Hơn nữa, Chiêu Võ Đạo Đế còn có Ác Đạo Minh chống lưng. Tức Mặc Lan quay đầu lại nhìn Diệp Quân, vẻ mặt phức tạp. Kể từ khi còn nhỏ, vì được sinh ra trong một gia tộc lớn nên cô ta biết rất rõ nếu không có một gia tộc lớn để dựa vào thì dù cho thiên phú có yêu nghiệt tới đâu thì cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì ngày trước cô ta đã từng gặp một vài người bạn tán tu, thậm chí còn có một số tán tu có thiên phú tốt hơn so với cô ta, mà bây giờ, những người bạn đó đều đã biến mất. Ngoại trừ cô ta ra thì không có ai đi được tới cuối cùng. Mà lý do lớn nhất khiến cô ta có thể đi đến ngày hôm nay là có tộc Tức Mặc luôn ở phía sau ủng hộ cô ta. Đời người, có người chống lưng hay không rất quan trọng, nếu không có người chống lưng thì đó có thể là phúc mà cũng có thể là họa, đối với một số người thì họa cũng có thể trở thành phúc. Lúc này cô ta đang xem xét đến người sau lưng của cả hai bên. Bên phía Diệp Quân vẫn chưa rõ ràng lắm. Đối thủ của Diệp Quân là Chiêu Võ Đạo Đế người vô địch vũ trụ năm đó. Quan trọng nhất là sau lưng Chiêu Võ Đạo Đế còn có người khác. Ác Đạo Minh. Tức Mặc Lan từ từ nhắm mắt, cô ta lựa chọn rồi lại cân nhắc. Đợi đến khi người chống lưng của Diệp Quân xuất hiện rồi mới quyết định có giúp hay không. Trong quán rượu, Chiêu Võ Đạo Đế uống một chút rượu, trước mặt bày ra mấy món đồ ăn kèm. Ông ta chẳng có hứng thú gì với trận chiến quyết liệt ở đằng xa kia, chỉ thi thoảng liếc nhìn một cái. Uy lực trong trận chiến của Diệp Quân và Tây Thánh Minh Quân cực kỳ mạnh, nhưng kiếm khí và thương quang đó đều sẽ lặng lẽ biến mất mỗi lần đến gần phố đạo này. Thiên Võ Tân kinh ngạc không thôi, càng cảm thấy kính sợ Chiêu Võ Đạo Đế này. Vì cô ta biết sở dĩ uy lực của hai người Diệp Quân không thể ảnh hưởng đến bên này đều là vì Chiêu Võ Đạo Đế. Phải ôm chặt cây cột này. Thấy ly rượu của Chiêu Võ Đạo Đế đã cạn, Thiên Võ Tân vội bước đến. Sau đó cung kính rót rượu. Chiêu Võ Đạo Đế cười nói, một cường giả cảnh giới khai đạo rót rượu cho ta quả thật hơi uổng phí tài năng nhỉ. Thiên Võ Tân vội nói, đây là vinh hạnh của ta. Chiêu Võ Đạo Đế khẽ cười không nói gì thêm. Thiên Võ Tân như nghĩ đến điều gì, bỗng ngẩng đầu lên nhìn bia đá đăng thiên ngoài cửa sổ, nơi đó cũng không bị ảnh hưởng bởi uy lực của hai người Diệp Quân. Thiên Võ Tân hơi tò mò nói, tiền bối. Cửu Trọng Thiên có đại đạo hiện hữu thật sao? Chiêu Võ Đạo Đế ngẩng đầu lên nhìn Cửu Trọng Thiên, cười nói có lẽ là có. Thiên Võ Tần nhíu mày, đối phương không ra ngăn lại sao? Chiêu Võ Đạo Đế chỉ cười không đáp. Thiên Võ Tần hiểu ra, vội nói cũng đúng, đạo đế đã ở đây, cho dù là đại đạo hiện hữu cũng không dám không nể mặt. Chiêu Võ Đạo Đế bật cười. Trên Cửu Trọng Thiên. Trong một tầng mây, một thiếu niên ngồi khoanh chân trước một bậc thềm đá, bậc thềm như một thiên lộ dẫn đến cuối chân trời, mà tận cuối bậc thềm có một cánh cửa. Thiếu niên mặc một bộ đồ trắng, hai tay giao nhau đặt trước ngực, quanh người có đại đạo bí ẩn lơ lửng. Ngay lúc này thiếu niên bỗng nhíu mày, y quay đầu lại nhìn, sau đó nói, sư tôn, họ đã đánh phá đăng thiên vực rồi, thầy mặc kệ sao? Một giọng nói vang lên từ trong cánh cửa, mặc kệ đi. Thiếu niên trầm giọng nói, Chiêu Võ Đạo Đế đó lợi hại thế à?
ngay cả sư tôn cũng phải nể mặt chúng. Giọng nói trong cánh cửa, không phải. Thiếu niên nói, sư tôn nể mặt ác đạo minh ư. Trong cánh cửa lặng im một hồi rồi nói, không chọc vào tên họ Diệp kia được. Thiếu niên. Bên ngoài. Lúc này Diệp Quân vẫn đang đánh nhau với Tây Thánh Minh Quân, hắn càng đánh càng hăng, lúc này hắn đã đánh đến mức phấn khích. Càng lúc càng điên cuồng. Hắn càng điên cuồng thì sức chiến đấu của hắn cũng tăng lên. Tây Thánh Minh Quân lại khổ không nói được, vì ông ta nhận ra lúc này cho dù ông ta đánh hết sức cũng chẳng thể làm gì Diệp Quân. Diệp Quân không chỉ có thân xác cực mạnh mà tốc độ tự hồi phục cũng rất nhanh. Đây không phải là kiếm tu, mẹ nó đây là thể tu. Đáng sợ nhất là sức chiến đấu của Diệp Quân còn ngày càng mạnh nữa, cho dù là kiếm ý hay là sức mạnh hai huyết mạch kia thì cũng đều ngày càng mạnh. Huyết kiếp thương trong tay ông ta đã tan tành, suýt nữa thì phá nát. Bây giờ ông ta cũng không dám đánh trực diện khi đối diện với kiếm quang của Diệp Quân, chỉ có thể né đòn, vì chỉ đụng vào thôi đã có thể bị thương, thế nên ông ta đánh cực kỳ áp lực. Ngược lại Diệp Quân thì lại như một con bò hoang, chỉ dựa vào trang bị thần kỳ cả người không hề kiêng nể đánh thẳng đến. Lần đầu tiên ông ta gặp phải một tên cả người mang theo trang bị thần kỳ. Đánh như bị trói tay trói chân. Trong quán rượu bên dưới, Triều Võ Đạo Đế khẽ cười nói, Tây Thánh Minh Quân sắp không thể cầm cự được nữa, Thiên Võ Tân nhìn Diệp Quân ở phía xa, sau đó nói, người này toàn dựa vào thanh kiếm đó, nếu không Tây Thánh Minh Quân chắc đã giết chết hắn rồi. Nói đến đây, cô ta nhìn Triều Võ Đạo Đế tiền bối ra tay à? Triều Võ Đạo Đế cười nói, chưa phải lúc, vì vẫn còn người bạn cũ chưa đến. Thiên Võ Tân nói, còn một vị Minh Quân nữa. Triều Võ Đạo Đế lắc đầu. Thiên Võ Tân do dự một lát, cũng không hỏi gì thêm. Triều Võ Đạo Đế ngẩng đầu lên nhìn trời, gõ nhẹ lên bàn. Tận cuối chân trời, một luồng khí tức đáng sợ bỗng phá vỡ thời không lao thẳng về phía Diệp Quân. Diệp Quân bỗng xoay người chém một nhát kiếm. Tiếng nổ vang lên, Diệp Quân chấn động lùi về sau cả vạn trượng, vừa dừng lại khóe môi hắn xuất hiện vệt máu. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn, một ông lão mặc đồ đỏ xuất hiện ở đằng xa, tóc bạc phơ, tay cầm một cây trượng sắt, phía sau là một vòng xoáy màu đỏ máu. Đông Thánh Minh Quân. Người mạnh nhất trong tứ Thánh Minh Quân. Diệp Quân bỗng cầm kiếm Thanh Huyên vung mạnh một nhát về phía Đông Thánh Minh Quân. Âm thầm lặng lẽ. Nhưng Đông Thánh Minh Quân lại biến sắc, vì tuổi thọ của ông ta mất đi cả trăm vạn năm. Lúc này Diệp Quân lại liên tục tung ra chín nhát kiếm. Đồng tử Đông Thánh Minh Quân co lại, cảm thấy hoảng sợ vội lùi về sau, thế nhưng vẫn hơi muộn, lúc ông ta dừng lại, cả người đều trở nên già nua, tóc bạc trắng. 1.000 vạn năm tuổi thọ biến mất. Đông Thánh Minh Quân vừa ra trận mặt đầy vẻ khó tin nhìn Diệp Quân. Trong mắt Tây Thánh Minh Quân ở đằng xa cũng đầy vẻ kiêng dè, ông ta liên tục lùi về sau cả vạn trượng cách xa Diệp Quân. Đồng thời cũng cảm thấy hơi hối hận. Cũng may Diệp Quân không sử dụng kiếm kỹ đáng sợ này với ông ta, nếu không tuổi thọ của ông ta sẽ giảm 1.000 vạn năm rồi. Mặc dù tuổi thọ của ông ta vẫn còn nhiều nhưng cũng không thể chịu được đòn này. Nhưng ông ta hơi ngờ vực là tại sao Diệp Quân lại không sử dụng kiếm kỹ này với ông ta. Cách đó không xa, sau khi liên tục thi triển 10 lần nhất giới tuế nguyệt, cơ thể Diệp Quân bỗng trở nên vô cùng suy yếu. Sở dĩ hắn thi triển nhất giới tuế nguyệt này với Đông Thánh Minh Quân là vì thấy đối phương đã khá lớn tuổi. Nhát kiếm này chuyên dùng để đánh người lớn tuổi. Diệp Quân không xuất kiếm nữa mà lặng lẽ nuốt một viên tinh thể vĩnh hằng, sau đó nhanh chóng hồi phục cơ thể. Liên tục đánh ra 10 nhát kiếm, cho dù có Ngao Thiên Thiên hỗ trợ cũng không chịu được. Nếu có thể liên tục đánh ra 100 nhát thì đã có thể giết chết một cảnh giới khai đạo có nhiều tuổi thọ rồi. Nhưng với thực lực hiện giờ của hắn thì vẫn không làm được. Đông Thánh Minh Quân và Tây Thánh Minh Quân ở đằng xa nhất thời cũng không dám ra tay nữa. Đều sợ bị Diệp Quân chém đứt tuổi thọ. Cũng chính vì nguyên nhân này, mặc dù hai người đều biết Diệp Quân đang trị thương nhưng cũng không dám đánh. Lần này họ đến đây chủ yếu là để trợ sức cho Chiêu Võ Đạo Đế chứ không phải đến để liều mạng cho Chiêu Võ Đạo Đế. Chuyện cứ tưởng dễ dàng giải quyết nhưng không ngờ Diệp Quân này lại mạnh đến thế.
thiệt thòi rồi. Thiệt nhất chính là Đông Thánh Minh Quân vừa ra trận, sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi, tuổi thọ của ông ta không còn bao nhiêu, bây giờ lại bị Diệp Quân cắt đứt ngàn vạn năm tuổi thọ, tim ông ta đang rỉ máu. Diệp Quân phía xa chậm rãi nhắm mắt lại, tay trái nắm chặt thành quyền, vì phải đánh nhau, lúc này sức mạnh huyết mạch quanh người hắn ngày càng mạnh, nhất là huyết mạch phong ma, nó đã bắt đầu ảnh hưởng đến thần trí của hắn. Đúng là càng điên cuồng càng mạnh. Diệp Quân hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu lên nhìn hai vị minh quân, đánh nữa không? Mặc dù nói như thế nhưng hắn vẫn không ra tay. Có thể kéo dài một lát thì kéo dài một lát. Hai người Đông Thánh Minh Quân nhìn chằm chằm Diệp Quân, đều không ra tay. Trong quán rượu bên dưới, Triều Võ Đạo Đế khẽ cười, không muốn liều mạng chứ gì. Thiên Võ Tân nhìn Diệp Quân, sau đó nói, Đạo Đế, Diệp Quân này. Triều Võ Đạo Đế không nói gì. Thiên Võ Tân cắn răng, Đạo Đế, nếu tộc Thiên Võ ta giết được Diệp Quân thì mong Đạo Đế chỉ bảo. Triều Võ Đạo Đế không nói gì mà đanh mặt lại, một quyển trục bay đến trước mặt Thiên Võ Tân. Thiên Võ Tân mừng rỡ khi nhìn thấy dòng chữ trên quyển trục. Chiêu Võ Kinh. Công pháp đầu tiên thời đại Chiêu Võ. Thiên Võ Tân run rẩy nhận lấy quyển trục, sau đó vội đi đến bên cửa sổ, cô ta xòe tay ra, một thiên võ lệnh bỗng bay lên trời. Ầm. Một cột sáng lao lên trời. Thoáng chốc uy lực đáng sợ cuồn cuộn giữa không trung, lúc này tất cả cường giả đều cảm nhận được uy lực này. Mọi người sợ hãi nhìn về phía cột sáng. Trên khai đảo, Diệp Quân ở đằng xa nhìn cột sáng đó, nhíu chặt mày. Một người đàn ông trung niên áo xanh chậm rãi bước ra từ trong cột sáng đó, người đàn ông trung niên này để tóc dài ngang vai, khí chất tao nhã giống như một thư sinh. Thấy thế các cường giả khác của tộc Thiên Võ ở chiến trường đều dừng lại, sau đó cúi đầu chào người đàn ông trung niên đó, cung kính nói kính chào tiên tổ. Tiên tổ. Tiên tổ tộc Thiên Võ Thế. Nhìn thấy Thiên Võ Thế, sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại, khí tức của người này không bình thường, đã không còn là cường giả cảnh giới khai đạo, mặc dù đối phương không phải là bản thể nhưng khí tức của lão ta lại hơn hẳn bất kỳ cường giả khai đạo nào ở đây. Sau khi Thiên Võ Thế bước ra, lão ta ngẩng đầu lên nhìn trên cửu trọng thiên, sau đó quay đầu lại nhìn trong quán rượu bên dưới. Triều Võ Đạo Đế cười nói, không ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhau bằng cách này. Ánh mắt Thiên Võ Thế hiện lên vẻ phức tạp, năm đó lúc gặp Đạo Đế đã là vô địch thiên hạ, bây giờ lại càng mạnh hơn năm đó. Triều Võ Đạo Đế cười nói, thật ra ta cũng rất ngạc nhiên, năm đó chỉ là tùy ý chỉ dạy ngươi một chút mà ngươi đã có thể đột phá cực hạn của mình, đạt đến độ cao hoàn toàn mới, lợi hại đấy. Thiên Võ Thế mỉm cười, ta vẫn luôn ghi nhớ ơn nghĩa năm đó trong lòng. Chưa có cơ hội báo đáp, vô cùng tiếc nuối. Thiên Võ Tân ở một bên bước ra, sau đó cung kính chào, bây giờ vừa lúc có cơ hội này. Nói đến đây cô ta nhìn Diệp Quân ở đằng xa. Thiên Võ Thế xoay người nhìn Diệp Quân, khi nhìn thấy Diệp Quân, lão ta nhíu mày, ba loại huyết mạch đặc biệt. Nói xong, sắc mặt lão ta bỗng trở nên nghiêm trọng. Diệp Quân nhìn Thiên Võ Thế trước mặt, thầm đề phòng lão ta. Thiên Võ Thế nhìn chằm chằm vào Diệp Quân một lúc lâu, trong mắt lão ta hiện lên vẻ phức tạp, thầm nói, người này chắc chắn không phải là người tầm thường, lần này tộc Thiên Võ ta đối đầu với hắn cũng không biết là phúc hay họa. Thôi vậy, nếu ác nhân đến thì cứ tiêu diệt nó đi. Nghĩ đến đây, lão ta tiến ra một bước tung quyền về phía Diệp Quân. Diệp Quân không biết cảm nhận được gì mà đồng tử co lại. Nguy hiểm. Lúc này, Diệp Quân cảm nhận được luồng khí tức chết chóc, đón nhận một quyền này khiến cả người hắn giống như bị hàng trăm vạn ngọn núi đè nặng, không thể nào nhúc nhích được. Chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Tuyệt vọng. Diệp Quân không cam tâm, hắn đột nhiên giống lên, sức mạnh huyết mạch và kiếm ý trong cơ thể dâng trào không ngừng, chúng như muốn phá tan xiềng xích của một quyền kia. Nhưng sức mạnh kia thật sự quá mạnh mẽ, mặc cho hắn thúc giục sức mạnh huyết mạch và kiếm ý như thế đi nữa. Đều không thể nào lay động được. A! Diệp Quân bỗng nhiên hét lớn, đôi mắt như muốn nứt toác ra, hắn hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Đùng! Một dòng máu từ trong cơ thể của Diệp Quân phóng lên cao, xiềng xích vô hình kia bị phá tan, cùng lúc đó hai tay Diệp Quân cầm kiếm chém thẳng về phía trước.
Ầm. Sau khi chém ra nhát kiếm này, khắp đất trời lập tức vang vọng tiếng kiếm lanh lảnh chói tai, chấn động khiến màng tai của tất cả mọi người trở nên đau đớn. Nhưng ngay sau đó, xoẹt. Vô số kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân lập tức bị chấn bay ra xa hơn mấy vạn trượng. Cảnh giới cách biệt quá lớn. Hoàn toàn nghiền ép. Nhưng vào đúng lúc này, sau khi Diệp Quân dừng lại, hắn đột nhiên buông lỏng kiếm Thanh Huyên, hai tay nắm chặt. Đùng đoàng. Trong chớp mắt, hai luồng sức mạnh huyết mạch từ trong cơ thể hắn phóng lên cao, rồi ngưng tụ thành một tượng thần ảo ảnh. Hai tượng thần huyết mạch. Hai tượng thần huyết mạch vừa mới ngưng tụ, một luồng áp lực huyết mạch khủng bố đã ngay tức khắc tràn ngập khắp trời đất, toàn bộ thời không của Đăng Thiên Vực đều bị uy áp của huyết mạch này trấn áp, giống như một tờ giấy bị đốt cháy, dần dần tan biến. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thiên Võ Thế đứng đằng xa cau chặt mày lại, lão ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Sức mạnh huyết mạch thế này quá khủng bố. Lúc này, trong lòng lão ta dâng lên sự bất an mơ hồ. Năm đó lão ta cũng từng xuất hiện loại cảm giác này, đó là lúc đối mặt với nền văn minh thiên hành. Trong trận chiến ấy, tộc Thiên Võ thua thảm hại, nếu không phải chạy trốn nhanh thì e là đã hoàn toàn diệt tộc. Thế nhưng bây giờ, lão ta lại cảm nhận được loại cảm giác này lần nữa. Thanh niên này không bình thường. Thiên Võ Thế quay đầu nhìn Thiên Võ Tân trong quán rượu, ngay sau đó, giọng nói của lão ta vang lên trong đầu Thiên Võ Tân, thanh niên này là người phương nào? Thiên Võ Tân giật mình, gấp gáp nói, tiên tổ, thanh niên này đến từ một nền văn minh vũ trụ bậc thấp, là kẻ thù của ác đạo minh. Thiên Võ Thế nói, chỉ thế thôi sao? Thiên Võ Tân gật đầu, chỉ vậy thôi. Thiên Võ Thế cau mày, đây là hậu nhân của mình sao? Tại sao lại ngu ngốc thế? Ở đằng xa, sau khi Diệp Quân ngưng tụ ra hai tượng thần huyết mạch, khuôn mặt của hắn trở nên méo mó, trông vô cùng dữ tợn. Mặc dù có thêm Ngao Thiên Thiên giúp sức, cơ thể đã được tăng cường lên rất nhiều, nhưng nếu hắn muốn ngưng tụ được hai tượng thần huyết mạch thì vẫn phải cố hết sức mới được. Thật sự vô cùng tiêu hao. Nhưng vẫn tốt hơn so với lúc trước, sau khi thực lực của hắn tăng lên, giờ hắn đã ngưng tụ được hai tượng thần huyết mạch, mà sau khi hai tượng thần huyết mạch xuất hiện, trong phút chốc từng dòng từng luồng áp lực huyết mạch như thủy triều chấn động trời đất, vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy uy lực huyết mạch khủng bố kia của Diệp Quân, vẻ mặt Thiên Võ Thế dẫn trở nên căng thẳng, lão ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, tay phải nắm chặt lại, lúc này lão ta đã không còn sự lựa chọn nào khác. Giờ cũng không thể chọn lựa đứng về phía người thanh niên này, sau đó lại trở thành kẻ địch của đạo đế kia đúng không? Cho dù là sai, thì chỉ có thể sai triệt để. Và lại lão ta không cho rằng người chống lưng cho thanh niên này sẽ mạnh hơn đạo đế. Giết! Thiên Võ Thế híp mắt lại, nổi lên ý muốn giết người, lão ta bước về phía trước, đánh tiếp một quyền. Với một quyền này, mọi thứ trên thế gian như bị hủy diệt. Đằng xa, hai tay cầm kiếm của Diệp Quân đột nhiên chém thẳng xuống, ở phía sau lưng hắn, hai tượng thần huyết mạch kia cùng lúc cầm kiếm chém về phía trước. Xoẹt! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 93.